Hello, em chào cả nhà. Ơ, chị ơi vào đi. Chờ em một xíu xíu em chia sẻ livestream cái. Ngồi đây xí nha. Ngồi đây tí tẹo, chờ em chút xíu. Mọi người hỗ trợ em lúc chia sẻ livestream mình nhá. Chuẩn bị các máy, quên mất không trước khi live không để ý xem máy nó đã đúng mạng chưa. Chờ em xíu. Được rồi. Như này là được rồi. Ok. Cho em nút chia sẻ với các sếp nha. Cho em xíu xíu em xong bây giờ đây. Rồi được 76 lượt chia sẻ, 77 lượt chia sẻ. Em dí phát được 20 cái rồi. Bây giờ mới được 77 lượt chia sẻ. Thì làm sao mà nhảy vô đây mà chốt 99k được. Hỗ trợ em nhá, một lần trên trang cá nhân này. Ba hội nhóm giúp em này. Để chúng ta chiến đấu, ok chưa? Vào đây thịt nhàn. Như chung quy là một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai để em nhìn được thấy cái huy hiệu người chia sẻ. Hai là ba lượt trên các hội nhóm giúp em nhá. Em còn nhận được shop nhàn trần đấy, em thấy chị chốt bên em cái mã đầm D348CS ấy, có ai bạn nào gọi điện chốt đơn cho chị chưa ạ? Vâng. Chị em đang thấy chị chưa comment màu ấy, chị đang muốn màu gì ấy. Nếu mà chưa có bạn nào chốt thì em chốt đơn cho chị ạ. Bên em có màu đỏ, màu xanh than ạ. Vâng. Đầm này là đấy, chắc là mã 189 là chị nhớ là đấy, cái mã là hai máy chưa? D349 là nó là cái đầm nhung, còn cái đầm này là đầm ma lai là bạn đầu tiên đấy chị. Rồi ok chị nhé. Vâng, rồi ok chị. Cái gì? Nói năng nhẹ nhàng ấy là anh đây em ơi. Úi giời. Có cái gì? Ngã ngửa. Đẹp mày. Nào. Bắt đầu các sếp ơi. Đâu, máy nào chưa? Máy nào? Máy có tuyến hay dùng ấy? Đây. Dù lại hút thuốc ấy. Ôi, thế mới là vấn đề. Mà em đang mặc. Thôi nếu mà chiến đấu luôn vào 99k thì từ từ nhá, váy trên người chưa tính nhá. Mặc tạm đã, chưa tính nhá. Em xem là được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nào các chị ơi. Được bao nhiêu lượt chia sẻ nào. Em xem nào. Giọng của Hà đấy. Chờ em chút xíu.
có cần phải mặc vào người không? Nếu mà 99k có cần phải mặc vào người không? Toàn đồ đẹp thôi. Thôi em giới thiệu sơ cái set trên người em xong thì là qua luôn 99k. Nhưng mà chỉ áp dụng khách chia sẻ livestream thôi nhá. Các bác nhá, bác nào không chia sẻ livestream mà không có đơn, cái chắc luôn. Thế ví dụ như là hôm trước mặc cái váy đầu livestream của hãng HM ấy. Váy đẹp quá muốn khoe, mặc trước. Các bác thì mà rõ ràng là lúc livestream em bảo là riêng bán thì không phải, giá 99k. Nhiều bác mơ mơ tưởng tưởng mơ mơ màng màng bảo rằng á tưởng cái đấy 99k. Rồi em gọi điện xử lý đơn mà không ai nghe máy, cô nhắn vào nhóm rồi mà. Chị bảo chị gọi nhưng không ai nghe. Có cái nội dung đó ở trên tường rồi đúng không? Nếu mà trên tường rồi thì sáng mai em đã đưa vào nhóm rồi đấy. Em đưa vào nhóm rồi thì sáng mai sẽ có người gọi điện cho chị nhá. Ok chưa? Bắt đầu chưa ạ? Em xem nhìn xem là được bao nhiêu lượt chia sẻ cái huy hiệu chia sẻ của các chế đâu? Chưa nhìn thấy này. Thấy chị Thanh Hà rồi này. Băng tải Nadaco có rồi này. Chị Thanh Thanh chia sẻ rồi này. Chị nhận hàng không để ý bị mất cúp. Em Nhàn ơi, bị mất cúp. Gì nhỉ? Cái cúc gì chị? Cúc gói nắm thì xong rồi nó đơn sau nhắc nhà em chụp cái cúc đấy để xong em gửi về. Váy Nhàn mặc đẹp quá. Vâng, cảm ơn các chế. Em nhìn thấy vẫn ít người có huy hiệu chia sẻ lắm. Chị Hằng Phạm rồi, chị Anna Thu Thúy rồi nè. Huệ Nguyễn nè, rồi nè. Bùi Huyền chua. Lâm Quỳnh Hoa chua này, Linh Khánh Ngân em chia sẻ rồi sao không nhìn thấy huy hiệu người chia sẻ nhỉ? Hôm nay nhận được áo phao rồi, đẹp lắm rồi, cảm ơn chế. Quế Nguyễn. Hóng quá rồi, bắt đầu nha, em chờ mọi người chia sẻ đấy. Xong rồi đây, em chia sẻ xong rồi, chưa lần nào chốt được. Nhà chị Nhàn hy vọng được chốt. Bảo Ngọc chưa chốt được lần nào. Cảm ơn chị Mái Hiên. Em ơi, hôm nay bên em gọi chốt đơn mà chị không nghe được, chị nhắn tin lại qua Zalo bảo nhân viên. Chú chắc đâu chị ơi, bảo nhân viên hả? Chị cũng chốt áo vest qua Messenger mà không thấy. Chưa kịp nhìn. Rồi, em đi nhá, em chưa kịp nhìn đâu. Em có lúc này em nói chuyện mới được với mọi người một chút xíu thôi. Xong em lên mẫu là nó đi qua mẫu liên tục ấy, sẽ không có thời gian để nhìn được cái comment của các chế, nên không nói chuyện được trực tiếp với các chế. Có cái gì đó nó đặc biệt thì ông Trung nhà em ông có nói lại thì lúc đó em mới nhòm. Có gì các chế thông cảm. Chia sẻ rồi hả? Em cảm ơn cả nhà nhá. Bắt đầu nha. .. mà có huy hiệu là sao chị? Em chia sẻ nhiều mà không có huy hiệu là sao? Chị có thể là em chia sẻ ở chế độ bạn bè. Cái bài trên cái bài post của mình ở trên trang cá nhân ấy, nó luôn luôn phải cài đặt ở chế độ công khai. Trong đó nó có cái mục cài đặt chế độ công khai này, riêng tư này, bạn bè này. Đấy, thì mình phải chọn nó sang cái chế độ công khai. Còn nếu mà mình chọn nó mặc định thì thường đa số là ở chế độ bạn bè. Còn nếu có trường hợp mà đặc biệt là mình muốn lưu một cái gì đó mà mình muốn chỉ lưu cho riêng mình thôi thì nó có ở chế độ riêng tư. Và riêng tư đấy thì không một ai nhìn thấy cái bài post đấy của mình mà chỉ có chính mình nhìn được thôi. Còn chế độ bạn bè thì chỉ những người đang là bạn bè của mình mới nhìn được. Còn những người khác sẽ không hề biết đến những cái đấy, mặc dù có vào trang của bạn đi lướt đi chăng nữa cũng không hề thấy cái bài đó. Còn ở chế độ công khai thì bất kể ai vào cái tường của mình cũng đều nhìn thấy cái bài post đó. Không riêng gì bài chia sẻ livestream mà tất cả các bài post của mình, đều nó ở tình trạng như vậy. Nên là mình đã dùng Facebook thì không có cái lý do gì mà mình phải giấu giếm cái gì cả. Trường hợp mà mình cần riêng tư gì thì mình dùng Zalo, đúng không? Đó là mình dùng Facebook là chơi tẹt ga. Đó là cửa sổ nhìn ra thế giới mà chơi tẹt ga đi. Rồi. Váy nhà đang mặc set nó là một set ạ. Em sẽ bỏ ra nhá. Nó là một set, em giới thiệu sơ cái này xong thì chúng ta sẽ tiến triển vào cái hàng 99k, ok chưa? Nó là một set như thế này. Đó. Một set như thế nhá. Ly này, các chế nhìn thấy ly chưa? Hai cái ly rất là to đây. Đây nữa, đi xếp rất là sâu. Như này, áo sát nách và đi kèm theo một cái áo
cái này nó gọi là dạng vách khỉ đó. Cái áo này nó gọi là dạng vách khỉ đó. Tí nữa nó vào hàng đấy nè, để ngoài chốt thì chạy ra hỗ trợ đen. Còn nhớ chị Trúc Nguyễn ơi. Các chế đặt chị má này cho em là gì nhỉ? Set 35 đen kèm size và kèm số điện thoại. Em nhận đơn từ eo 66, 67 cho đến eo 80 cái màu đen này nhá. Eo 67 đến eo 80. Chị Nguyễn Thị Thu nhá. Trúc Nguyễn Thị Thu nhá. Eo 67 đến eo 80 các xem nhá. Đó. Chị nào lấy thì comment cho em, nó có đơn là MLXL. Tuy nhiên nhằn mặc size M hơi bị sát, cái trong cái váy phía trong hơi bị sát. Đấy, chế nào lấy thì nên đơn cho em là set 35 đen kèm size và kèm số điện thoại cho em thật nhanh. Mã này thì hôm trước em đã bán màu xanh, phải nói rồi số lượng giấy thiếu nó phải dã man như thế này. Nhưng mà em không có hàng được giả được các chế, các chế có gì thông cảm. Chuyển em, sang màu. Em đang làm tiếp rồi. Chuyển sang chị, đợi là sau thôi. Chuyển sang màu này vậy nhá. Chuyển màu này cũng đẹp. Em thiếu nhiều lắm. Chế nào mà chưa được gọi chốt thì các chế thông cảm. Thực sự luôn, không còn một cái gì luôn. Đỏ này, vàng vàng hôm trước này và màu xanh là không còn một cái gì. Đây là có màu đen em chưa giới thiệu thì em giới thiệu cho các chế với màu vàng. Màu vàng nữa, màu vàng này nó đậm màu hơn. Nó nổi bật cái màu của nó mạnh hơn cái màu hôm trước. Màu hôm trước là nó nhạt hơn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu sơ cho nhà mình hai cái mã đấy, xong chúng ta sẽ tiến hành vào, đang chờ đấy, vẫn đang chờ các chế chia sẻ livestream ấy, vào các cái mã váy 99k lẻ size. Các chế phải áp dụng khách chia sẻ livestream. Đấy em nói rồi, không chia sẻ là chúng ta sẽ không có đơn. Nếu như cái mã này thì em không đòi hỏi các chế chia sẻ livestream, nhưng vào các màu đỏ tạm thời hết các chị nhá. Vào các mã mà để tương tác với các chế và 99k là bán tặng, nó toàn đầm trên 200.000. Trên 200.000 mới lại gần 200.000. Em chuyển sang là trên 200.000 mới gần 200.000 em bán cho các chế 99k hết. Có cái thì nó có S, có cái thì M, L, XL lung tung, nghĩa là nó không đủ size, hoặc là nó có đủ size nhưng nó còn một số ít thì em cũng bán rẻ cho nó xong. Thì có gì thì một là thế, hai nữa là tiện thể là tri ân các chế luôn. Có gì đưa cho dư. Rồi gì em mặc sơ qua cái màu đấy xong thì chúng ta tiến sang cái 99k nhá. Hy vọng rằng các chế không ngần ngại để nhân viên nhà em kiểm tra trên Tpot mà vẫn thấy mình chưa chia sẻ livestream thì nó buồn lắm. Ok chưa? Em thử sang mẫu này. Set này là 289k các chế nhá. Đây, hai màu như thế này. Comment cho em set 35 đen và vàng cho em nhá. Set 35 đen và em vàng. Em chỉ còn hai màu này thôi ạ. Em đang làm tiếp nhưng các chị phải chờ, nó rất là lâu vì nó hàng này là hai chi tiết và làm hai chi tiết làm rất là lâu. Dòng áo vest lên là phải hàng tuần nữa nha em mới có tiếp cơ. Nên các chị hôm nay nếu như thích màu đen, chị là fan của màu đen và màu vàng thì các chị chốt luôn. Còn các chị thích màu khác thì các chị chờ em một tuần hay chục ngày nữa. Thì em sẽ về hàng tiếp cho những cái màu của trước các chị nhá. Đấy, còn chị nào vẫn là fan là màu đen thì vẫn cứ chốt thôi ạ. Set 35 nhá, kèm size và kèm màu cho em ạ. Em hôm nay chỉ giới thiệu cho các chị set 35 màu đen và màu vàng thôi các chị nhá. Chị nào ưng thì chốt ngay ạ. Không thì phải chờ nhà em hàng chục ngày nữa cơ mới có. Rồi. Cái mẫu này thực sự nó rất là hot nên là em phải làm tiếp luôn cho các chị luôn. Màu vàng khi mà nhận mặc một váy không. Đấy, nó có cái ly xếp như thế này, đằng sau cũng vậy. Đó. Thì cái thiết kế của cái váy không thôi nó cũng đã rất là đẹp rồi. Nó cũng rất là đẹp rồi. Và bây giờ thì em thử qua màu vàng xong chúng ta tiến sang 99k nha. Em hy vọng rằng là em nhìn thấy được cái huy hiệu chia sẻ của các chế. Set 35 cho em ạ. Set 35 vàng và set 35 đen kèm size, kèm số điện thoại cho em. Cái áo này chúng ta mặc với rất là nhiều thứ được, mà nó là dòng áo vách khỉ cho nên là mặc với rất là nhiều thứ. Đó, không riêng gì mặc với đúng váy của nó, chúng ta có thể mặc với rất là nhiều thứ khác nhau. Đó, màu vàng đây ạ. Set 35 vàng và set 35 đen. Hai màu ạ. MLXL cho em ạ. Set 35 vàng và set 35 đen. Giá là 289.000. Em phải đơn đến EO80. Từ 66 đến EO80 nhá. Các chế nhá, lựa cho em đó, nhờ MLX nhưng mà nhận đơn từ 66 đến 80. Cái nào đấy thì lên đơn hà từ 80 81 cũng được, 81 cũng được, 82 thì chắc là hơi sát. Ai đấy thì comment nhanh tay cho em là set 35
đen set 35 vàng kèm size và kèm số điện thoại cho em. Hôm em nay không có màu đỏ ạ. Cái này à, hết hàng rồi, các cái màu hôm trước okay, em nay Trần Hoa chốt xỉ. Đây là màu xanh đậm, à màu vàng đậm hơn hôm trước đấy ạ. Vàng nó nét màu hơn hôm trước. Màu vàng hôm trước là nó nhạt hơn một chút xíu. Rồi. Vàng hôm trước nhạt hơn, hôm nay nó đậm hơn một xíu. Nên là em hôm trước nó hết rồi thì chị Lào chốt màu vàng hôm trước. Không thấy gọi điện, có nghĩa là mình không có đơn. Thì mình đặt ngay cái màu vàng này cho em đi. Cũng rất là đẹp. Đấy. Cái cách phối của nó này, cái né của nó này đẹp cực kỳ. Né này, đó. Rất là sắc nét, nói chung là hàng nét căng. D348 mà không thấy gọi điện chốt nhỉ. Nguyễn Thị Lùng, vâng ok gọi em sẽ... Nhé. Bảo nhân viên gọi. À, nhà em chưa gọi xong D348 đâu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị chuyển sang đầm mài nhá. Đầm 99K. Các bác chia sẻ chưa nào? Nhiệt tình chưa? Hôm nay em xả cả áo quý giả. Các chế chờ em chút xíu. Xả cả áo nỉ cho em nhá. Nhưng mà chung quy nói một câu, mình nét với nhau một câu từ đầu, từ trên caption đã nói rồi. Có chia sẻ mới có đơn. Về những cái đơn hàng sale xả đó, vừa bán vừa tặng nhau mà, tri ân nhau mà. Có chia sẻ mới có đơn, không chia sẻ xin phép ạ, không lên đơn, ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ mặc cho nhà mình cái này. Cái cô muốn xin kiếm cho cô cái áo ren em đỡ. Những màu hôm trước em đã giới thiệu thì của cái set 35 ấy thì hết rồi nhá các chị nhá. Các chị phải chờ, nếu như muốn thích những cái màu của hôm trước thì các chị phải chờ em một tuần đến chục ngày nữa mới có được. Không thể nhìn thấy gì cả. Chị Đỗ Thị Hảo, chị thoát ra vào lại cho em nhá. Đấy là do mạng của chị thôi. Set 35 kèm màu và kèm size ạ. Hai Ngô Trâm ơi, đó là set 35 nha. Bạn comment cho mình là set 35 kèm màu, màu vàng và màu đen, kèm size và kèm số điện thoại. Các chị đặt hàng phải đặt comment đúng cú pháp nha các chị nha. Đúng cú pháp thì các chị lên đơn nó mới chuẩn nha. Quan Cam quay đi đâu thế chị đấy? Đỗ Thị Hảo, chị thoát ra vào lại cho em đi. Đấy là do mạng của chị thôi. Anh nghỉ quá đáng, nếu mà không ngồi ghế này thì bỏ đi chỗ khác cho người có chỗ cửa. Chị bỏ đi đâu thì bỏ, ai biết đâu. Set 33 sao không gọi vậy số? Ok, to mà. Chúng khó lắm. Cảm ơn Lành Nguyễn. Các chị ngó cái váy không mặc đi. Cái váy này nếu mà đi mua gì nhỉ? Mua chạy quảng cáo ấy, là cái để các chế mua tiền triệu luôn ấy, chạy quảng cáo tiền triệu luôn ấy. Đây là cả một mảng gen thiết kế rất là cầu kỳ. Váy này nhìn nó hơi bị công nương một tí nhỉ. Cho cô nốt cái màu xanh nhé. Màu xanh thì em chỉ có vài con thôi, màu đỏ thì có nhiều hơn. Bán tặng các chế 99K này. Mã này bán tặng các chị 99K nha. Số lượng rất ít thôi ạ. Chị nào chia sẻ và nhanh tay thì chị có được các cái mã hàng này nhá. 99K. Nhỏ mộ cô xem là còn màu xanh ở dưới kia còn con nào. Đó. Xanh xem còn con nào không. Còn set 33 không? Set 33 này em dặn này. Set 33 phải nói là nó quá hot ấy. Cái này nó là đồ của hãng. Nói thật sự là nó là của hát mà của gì nhỉ? Của Lotteria. Nhưng mà nó không mang thương hiệu của Lotteria vì là nó xả ra là nó đưa đi, nó thay mác hết. Nó không muốn ảnh hưởng đến thương hiệu của nó nên là nó bỏ, nó thay mác hoàn toàn đi cho nên là không mang mác đấy. Nhưng mà thề với cả nhà nó là của Lotteria, hàng rất là đẹp. Nhưng mà em đăng á thì hôm trước em cũng có like nhưng mà có mẫu này mẫu kia hơi lệch nhau một chút xíu về cái chân váy.
Nhưng hôm qua em đăng thì nó chuẩn chỉ như vậy, màu sắc không sai một tí nào. Ví dụ bình thường chụp ảnh ấy là thường là nó sai màu, màu nó lệch lên, màu nó sáng lên. Nhưng mà ảnh của cái set 33 ấy là nó chuẩn lắm đấy, màu chuẩn lắm đấy. Thì bây giờ hiện tại là em chỉ còn đỏ và trắng là đủ size thôi. Còn màu nâu thì em còn F và L, SL, hình như cũng còn còn cả X. Nâu còn SL Mỹ X. Còn màu màu xanh lam ấy thì là em còn S và XL. Còn nhé chị Lê Minh Nhung nha. Xanh lam còn S và XL. Đen cũng còn S và XL. Đấy, còn đỏ đủ size, trắng đủ size. Màu nâu thì có thêm được cái size M, so nghĩa là bị mất hết ML là đã sạch rồi, sạch banh rồi. Chỉ còn mỗi đỏ và trắng là đủ size thôi. Đen hết SM, hết ML này. Xanh hết ML này. Còn nâu thì em còn còn L, hết S, hết M. Chung quy là thế, nó nhanh hết lắm trời. Bao nhiêu luôn. Em còn cáu cả nhân viên. Các bạn ấy trả lời hết, em còn cáu. Em bảo hết thế nào được. Tối hôm qua vừa mới soạn xong mà giờ đã hết. Em bảo đấy, lên tìm đi. Nó bảo đấy, cô lên tìm đi. Lên tìm chả còn nữa. Rồi tại vì em vừa soạn buổi tối sáng ra 18 giờ chúng nó đã kêu hết rồi. Nghĩa là đứa nào đưa đấy nhà em hơn chục vị. Đứa nào đưa đấy nó cứ đi nhặt cho khách của nó. Nó vừa mới check xong cái hay nó vừa có cuộc gọi điện cái nó đi nhặt nhà đấy. D202-200 còn size S không? S hoặc M. Rồi, 99K đây. Nhà mình ơi, bắt đầu nhá, mã này. Em nhận đơn đi Hòa. Cái xin nó chạy mẫu cho chị. Màu xanh chỉ còn size M. Màu đỏ còn M, L, XL. Dáng cực kỳ đẹp, các trẻ có thể nhìn rồi. Chất vải cũng rất đẹp. Chất vải này là vải ít nhung. Chất này cũng đẹp lắm. Chế nào lấy thì lên đơn cho em xả 2. Kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. Màu xanh chỉ có M. Màu đỏ đủ size, M, L, X. Nhanh tay nhá, số lượng không có nhiều đâu. Em bán tặng nhà mình 99K. 99K, 99K. Ghi hộ em là xả 2, kèm size và kèm số điện thoại cho em. Xả 2, kèm màu và kèm size. Tiền triệu luôn đấy ạ. Đầm tiền triệu đấy các chế đã từng nhìn thấy chạy quảng cáo cái mã đầm này chưa? Hơn 1 triệu. Xả 2 cho em mã này hơn nha. Hơn 1 triệu. Xả 2, M, đỏ, MLX. Xả 2, xanh chỉ còn M. Có một con màu, màu này gọi là màu xanh đá. Cái kia là cái này gọi là xanh lam. Cái này xanh lam, cái này gọi xanh đá cho em. Xanh M luôn, xanh đá có một chiếc. Xanh M. Xanh lam thì cũng có khoảng độ 6 chiếc xanh M thôi. Còn đâu là chỉ có đỏ thôi nhá, các xem nhá. Xem nào lấy thì lên đơn cho em nào. Xanh M hết rồi nha. Xanh đá nhá, xanh M đã hết rồi đấy. Xanh đá ai lấy thì nhanh tay, nó trầm màu hơn, nó trầm hơn. Không hẳn là nó trầm, nó nhạt hơn cái xanh ấy nào. Đỏ đẹp lắm. 99K. Comment nhanh tay đỏ cho em. MLX à? Đỏ đủ size MLX. Xả 2 kèm size và kèm số điện thoại. Em đi thật nhanh và nhớ hỗ trợ em nút chia sẻ. Em nhìn thấy nhiều người chưa có nút chia sẻ đâu. Chúng ta chốt cũng vô tác dụng khi mà mình không chia sẻ. Bán tặng nhau mà nhá. Hỗ trợ em nút chia sẻ livestream. Hàng là áp dụng khách chia sẻ livestream mà ai chia sẻ thì mới có hàng, mà không chia sẻ không có hàng luôn. Một lượt trên trang cá nhân ở chế độ công khai. Thôi hết rồi đấy, qua mẫu đi. Ba hội nhóm giúp em, chúng ta sẽ có đơn, không được cái này chúng ta sẽ được cái khác, nhanh tay nhá, nhà mình nhá. Các chị ơi, chỉ còn đỏ thôi nhá, xanh em đang hết rồi ạ. Các chị comment xanh là sẽ không còn nữa đâu ạ. Ai lấy đỏ đây em vẫn đủ size à? Cho cái chị MLXL nhá. Ủa, nó có cả màu đen mà nhí. Thế nó ở dưới kia thì lúc quảng bá không biết. À cái đây có em làm. Các chị comment đỏ cho em ạ, xanh em không còn nhé. MLXL các chị ạ. Mã xả 3 ạ. Xả 2 ạ. Các chị vào sau chia sẻ like cho em với ạ. Trễ rồi. Đang 99K cho các chị nhá. Mã nào mà giá khác thì em sẽ thông báo sau. Còn không thông báo thì các chị đâu xác nhỉ? Định nó là 99K thôi. Cái màu đen đâu nhỉ? Xả 2 không có hết ạ. Chỉ có MLXL thôi. Màu đỏ nhá, màu xanh em đã hết. Em chạy ra ở đây đâu? Chị xem nào.
vào đây đâu. Em chạy ra ngó hộ chị xem là chị tới. Cái này có ít lắm. Đâu nhỉ? Ui giời ơi. Nhìn xem là nó có size thế nào đã mới chốt được. Nó còn size thế nào đã. Có không? Có thấy không? Hay là chị đang định mang nhỉ? Kiểu kiểu kiểu. Sorry sorry. Đang định mặc. Đang định mặc nhưng mà thôi em thế này cho nó nhanh nhá. Sở ba nhá. Xanh than, đen, đỏ. Mã sở ba cho em. Hình như là chỉ còn size M. Em nhìn lại xem là còn à có cả X đây. Màu đen là có đến XL này. X nữa này. Úi giời đủ size ML XL. Này xin nút cho qua đi xem là có size nào để đơn nào. Màu đen là có ML X này. Màu đỏ là có ML này. Có ít thôi. Đỏ có ML ạ. À. Đỏ có ML. Đen có ML X. Xanh than cũng có ML. Em nhìn thấy có ML rồi đó. Sở 3 là sao? Đỏ. Sở 3 99 size nhá, nhà mình nhá. Xanh này, đỏ đen, này. Đen đủ size. Đen đủ size MLX, đỏ và xanh than thì chỉ có ML thôi. Thì nào lấy thì nhanh tay lên đơn nhá. Chốt đơn khoảng mỗi màu 20 con. Màu đỏ chục con, màu xanh than với màu đen mỗi màu 20 con. Thì nào lấy lên đơn nhanh tay nào. Sở 3 99.000. Đỏ có ML. Xanh than có ML. Đen có MLXL. Nhanh tay nhá, xanh than và đen nhận đơn hai mỗi size là mỗi màu 20 con, màu đỏ nhận đơn 10 con, chị nào lấy nhanh tay lên đơn. Comment cho em. Sở 2, sở 3 xin lỗi. Sở 3. Sở 3 ạ. Còn bộ nam 75 không chế, bộ nam 75 ký em không biết là nhân viên chốt còn hết thế nào em không biết nữa. Sở 3 kèm màu kèm size cho em. Đen ML, xanh than đen MLXL, xanh than thì ML, xanh than ML, đỏ ML, đỏ chỉ nhận 10 chiếc, xanh than nhận 20 chiếc, đen nhận 20 chiếc, chị nào lấy nhanh tay lên đơn nhé, xả 3, 99.000, comment nhanh tay ạ, chỉ áp dụng khách chia sẻ live stream ạ, mã nào giá khác em sẽ thông báo nhé, nhà mình nhé, mã nào giá khác em sẽ thông báo, có cả dưới 99k luôn ấy, không riêng thì 99k đâu, nhanh tay nào, đỏ có ML này. Xanh than có ML này. Đen đủ size. Đen đủ size ML XL này. Mặc khi mặc vào ấy, cái này nó áp vào người mình ấy, nó rất là đẹp. Chỗ này bằng chất lụa vải rất là đắt. Chế nào lấy thì nên đơn nhanh tay cho em là xả 3 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại cho em nhá. Em qua luôn này. Chị Hương Thiên Lý, chị chốt rồi nhá, chị được comment ít thôi ạ. Set 35 nhà em á, 35 nhà em đầu like, thôi tí nữa thì nhàn sẽ dơ lại cho các chị nhá. Các chị ơi comment cả màu giúp em nhé. Kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nhé. Xanh than không có XL đâu ạ, xanh than chỉ có ML thôi ạ. Đỏ ML, đen thì đủ size. Đen thì có đủ size ML, XL nhá. Xanh thì có ML ạ. Đỏ cũng có ML ạ. Vâng, tí nữa chị Nhàn chỉnh lại cam nhé. Cam bị lệch nhưng không nhìn thấy hết chị ạ. Quả đâu rồi, mấy được chị. Trả lời khách vào.
cái chân váy len ở dưới kia vẫn còn đấy. Không một đứa nào đi tìm. Trả lời khách tu mình ngồi đây bao nhiêu, không biết là bao nhiêu câu trả lời khách là em hết hàng. Mà đi em ép lên, mà em cầm gì? Câu như đỏ, đỏ gì? Đỏ ép à? Đỏ mờ chứ cô chờ cô, à ép. Cái váy này đâu, không thấy em làm chị à? Có chứ chị. À đem vào đây rồi. Đưa đi. Cái này thì không thể có này. Cái màu đỏ kẻ này thì không có này. Kéo một chị một xả ba em có mờ đen, đen thì đủ size mờ là XL. Đỏ và xanh than thì chưa, chỉ có mờ là thôi. Chưa, em đâu, chờ em tí. Mình nhìn thấy xả 4 đã ăn, biết nó thế nào đâu mà chắc trước. Má trước nhà em là xả 3. Cái này là đầm sắt nách nhá, nhà mình nhá. Chất của nó thì xịn lắm. Cái này là xả 4 ạ. Cái này là đầm sắt nách ạ. Xả 4 ạ, em chỉ có mờ thôi thì phải. MLX ở nhà mình nhá. M có 4 con, LXL mỗi size có 1 con. Thế nào lấy thì comment cho em là xả 4. 9.000. Sao? Hàng xịn lắm. M 4 con, L mỗi con ấy 1 con. M 4 con, LXL mỗi size 1 chiếc. Chị nào lấy comment nhanh tay lên đơn. Có đơn. Xả 4. Hỗ trợ em lúc chia sẻ livestream. Trong này em đang mặc một cái áo đầm để mặc trong đầm đấy, áo mặc trong đầm đấy. Em không còn xếp nào lấy thì MXL đâu ạ, em hết rồi ạ. Lấy thì nên đơn cho em là em chỉ còn xả 4 nhé. Hết rồi. Ơi không nhìn thấy, chỉ quay lên trần nhà rồi. Qua đây hết mẫu rồi. HM đỏ em hết nhá. Nhà mình hỗ trợ em nút chia sẻ với. Máy hôm nay sao lại bảo nên nhìn lên trần nhà được. Nhung HM S đỏ kìa chị Vũ Thị Hạnh. Rồi, chốt rồi. Rồi. Xả 4 hết rồi. Xả 4 nhá. Hết rồi. Hết rồi. MLX nhưng mà mỗi size to thì không có ít này vào máy không cần size nữa. À cái đấy ML. Không. Nào 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 hô chị. Sản 5 các sếp ạ. Chuẩn bị lên sản 5 này. Vâng, đấy là do mạng của các chị thôi, chứ máy bình thường mà. Xả 5 cho em nhé, xả 4 em hết rồi nhá. Xả 6 ạ. Xả 5. À xả 5, xả 5, xả 5. 4 em hết rồi nhá, xả 4 em hết rồi ạ. Xả 5 này chất của nó thì cực đắt. Cực kỳ đắt. Nó không có nhiều đâu ạ. Mỗi một mã này nó chỉ có vài chiếc thôi ạ. Mã nào nhiều thì được khoảng 20 chiếc. Không thì đây mã xả 5 này em được có 2 4 6 8 10 chiếc rồi ạ. Xả 5 chỉ có mờ thôi ạ. Xả 5 mờ cho em ạ. Tuy nhiên thì có dán nhiều, cho nên là chúng ta dễ mặc hàng hai lớp. Chất vải của nó cực đắt tiền, vải đắt lắm. Em không biết vải gì nhưng vải đắt lắm. Bác nào lấy thì nên đơn cho em là sản 599.000. Đôi 4, 6, 8 chữ, 8 đứa, có 8 đứa. Bác nào lấy thì nhanh tay lên đơn nào. Xả 5 M, kèm số điện thoại cho em. M thôi, chỉ có xem M thôi nhá. Em đi tơ thật nhanh, xả 5 M, xả 5 M. Mã này vải của nó đắt lắm đấy. Vải của nó đắt lắm. Cái này chúng ta mặc với cái áo như của em đang mặc này. Nhưng mà chúng ta kèm nó trong là màu da ấy. Mặc đẹp lắm hoặc không thì kèm với áo khoác hóng bộ nam. Ok, tí nữa em lên bộ nam. Xả 5 em qua mã luôn. Em có nhìn thấy nhá các chị nhá, có nhìn thấy xả 5 vẫn là 99k cho các chị. Xả 5 99k. Cái này chốt của em bi đen M nhá, 99k. Bi đen M 99k, cùng kiểu em đang mặc đó, chỉ khác kiểu, khác họa tiết thôi.
có mật đấy. Em chốt anh Trung không thể em mà Đặng Thị Hảo. Bi đen à? Có áo dạ đấy, em xả áo dạ luôn đấy các sếp ạ. Chờ em chút xíu. Bi đen mở hết rồi hả? Có một chiếc à? Một, hai hai gì đó. Rồi em sẽ lên cho các chế cái mã kia, đảm bảo các chế sẽ phê tít mắt. Chờ em chút xíu. Đây nữa. Bi đen hết rồi ạ. Cái nào sắp lách thì mặc lốt đi, là nào mặc cái áo đấy. Không biết, không thấy nhưng sắp hết rồi chứ. Thấy rồi. Cái áo chả năm chút nữa đi. Chả năm chút nữa đi. Các chị ơi, kèm size cho em ạ. Bi đen em hết rồi nhá. Em còn phong ngắn ạ. Mã B18 ạ. Đủ màu đủ size chị nhá. Vâng, đơn hôm qua nhà em gọi chưa hết đâu các chị nha. Thực ra là cái ngày hôm nay ấy, nhân viên nhà em chốt gần như không được gọi điện luôn. Vì các chị ấy, chủ động các chị gọi đến để chốt hàng. Mà bên em phải đấy. Chia sẻ. Nên là nhà em vẫn phải kiểm tra là chị nào chia sẻ không. Đấy. Thế nên là thực ra nói là những chị nào mà không chủ động gọi điện cho nhà em là nhà em chưa gọi được. Bi đen em hết rồi nhá các chị nhá. Lên một mã mới các chị nhá. Mã này có giá khác nhá các chị nhá. Mã này không có giá 99k nữa các chị ạ. Vâng. Đấy. Em sẽ bán tặng các chị nhưng mà không phải giá 99k. Nó không phải là 99k nhưng chắc chắn là sẽ rẻ hơn các nhà khác vài chục nghìn. Mã này nha các chị nhá. Mã này là khẳng định một điều là như vậy. Mã này đầm hàng. Mã này bán tương tác với các chị. Dáng Burberry, có túi, chất vải của nó cực xịn. Có hai màu xanh và vàng. À cái này gọi là gì? Vàng bò. Vàng bò. Có vàng bò và xanh sinh và than. Vàng bò. Có hai màu ạ. Có vàng bò và xanh than nhá. Đây các chị ơi. Vàng đấy nhá, vàng bò đây nhá. Đấy, em đưa qua cho các chị để các chị thích màu nào thì ghi cho. Cùng màu đấy, đây mặc mẫu đây còn gì? Lộn ngược này. Rồi màu mà, quan trọng gì? Vâng, tí nữa em giơ lại phong ngắn nhá. Các chị ưng màu nào thì chốt cho em đủ cú pháp cho em là kèm mã này, kèm màu và kèm số điện thoại cho em nhá. Kèm size nhá. Rồi. Thì em sẽ đọc mã cho các chị để các chị comment. Nó là D351. D351 giúp em ạ. Giá em đảm bảo ạ, rẻ nhất nước. D351 cho em nhá. Xanh than và vàng bò. Đấy, có hai màu thôi ạ. D351 mã này. Đảm bảo rẻ nhất nước luôn. MLXL đúng không? Xanh đen này. Cái này là xanh than. Mã này thì rất nhiều nhà bán rồi đây này. Xanh than này, vàng bò này. Vàng bò như vàng bò đậm rất là sang. Mã này thì hàng rất là xịn. Đây nhà mình. Nhà em chưa đủ hàng set 350. MLXL đủ size. Em bán tặng các chế rẻ nhất nước luôn. Các chế có thể mua 200 mấy và gần 300, hơn 300 nhà Hoàng Hương. Gần 300 nhà Hoàng Hương. À, có những nhà khác thì hơn 200. Em bán cho các chế 189. Bác nào lấy nền đơn cho em là D351. D351 xanh than kèm size 189.000 mã này. D351. D351 xanh than và vàng bò. Chậm tay không có phần, cả nhà có rất ít thôi ạ. Có vài có 200 con thì bác nào chậm là bác không có phần là chắc. Các chị nhá, giá này là giá hàng thì hàng bao nhiêu tiền? 900 mấy. Khẳng định luôn không nhà nào bán được cái mã này giá như này cho các chị đâu. 880k. Và chúng ta sẽ có giá đặc biệt. Đây em thử cái màu này cho nhà mình xong lại tiếp tục đi đầm 99k nhá. Nên chị nào vội vàng mua nhà khác rồi là bị đắt rồi. Có MLXL rồi đúng không? Không phải, thực ra cái mẫu này nó ra lâu rồi. MLXL nhưng mà đúng không? Em không like. Em không like xong. 351 kèm màu kèm size kèm số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Có hai màu ạ. Chỉ có MLXL thôi ạ, không có S các chị nhá. D351 cho em nhá. 189.000. Đủ size cho em ạ. Đủ size ạ, vàng bò và xanh than. Chỉ có MLXL thôi, chị nào thích thì size S thì về bóp lại cho em nhá.
nhanh tay và chia sẻ cho em ạ. Các chị nhớ là hôm nay cũng phải chia sẻ cho em thì các chị mới có đơn nha. Giống xốp Hoàng Hương thế nhỉ? Đúng rồi. Nó vẫn là một mẫu đó đấy ạ. Nhưng mà đây là của hãng khác, đây là của HG. Không phải Hoàng Hương, em đảm bảo là vải xấu hơn vải này. Vải xấu hơn vải này. Để cái chắc. Rồi chị nào lấy thì comment nhá. Đây, cái này cũng có dây lưng nhớ thứ như này. D351 cho em ạ. Vàng và xanh than nhá. Vàng bò và xanh than. Mẫu này đẹp. Phong cách công sở chuẩn. Máy làm sao đấy? Chưa thấy. Chắc bạn làm sao? Có lúc nó đơ đấy. Ngày hôm nay cũng có đơ mất một lúc không ấy được. Bỏ lên kiểm tra nhanh kìa. Nó lại chỉ ra tao. Máy này là gì? Nó kiểu nhiều khi chồng đơn này. Nguyễn Hạnh này, như Thật Trần có bác sĩ dưỡng tràn. Chồng của chồng đơn nào. Máy là gì mà? Hả? Xem em có tên này không? Không. Nguyễn Hạnh và Trần Võ. Không. Vải rất là xịn nhá. Nhà mình nên đơn cho em là D351 189k. Hai màu xanh than và vòng bò. Vòng bò đậm màu rất là sang. Cổ áo như thế này. Cổ áo bằng vải này đắt lắm. Rồi, bây giờ tiếp tục 99k nào các sếp ơi. Các chị comment cho em là D351 ạ. Kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại nhá. Chứ không phải D351. Cho em xí. Này. Vắt nó vào nhau như thế này nhá. Mã này là mã gì đấy? Của anh Trung đấy. Mã gì đấy? Nhớ không? Tôi ghi sở 6 đi cho nhanh. Đây 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 đây. Đâu nhớ cái 6 đi. Đây đây. Khỏi đi, sở 6 đi cho nhanh. Khỏi. Sở 6. Sở 6 nhá, em xem là còn size gì này. 343. D351 XL eo bao nhiêu? D351 em không có S ạ, à, em chỉ có M XL thôi ạ. Hả? 351 eo 81 trở lại. Nhờ size XL. Eo 81. Eo 81 trở lại. Cúc giả đấy ạ. Đây là một cái nẹp. Nẹp được may chặn hết rồi, may chặn hết rồi và cúc hàng cúc giả đấy cho nên là không hở đâu ạ. Không hở nhé. Rồi. Dấu đoàn lụ chú. Comment cho em là mã là xả 6 ạ. Em có mỗi size XL nhưng mà form hơi nhỏ. Em chỉ có XL ạ. Đen đấy ạ, đen có mỗi XL. Đỏ thì em có size. Nhưng mà chờ em chút xíu xem size thế nào. Đen có mỗi XL thôi. Form hơi nhỏ. Đôi 4, 6, 8, 10 wow, con. Đúng rồi, các chị lên xem trang cá nhân thì em có Form hơi nhỏ. Thì em nhận đơn trong cái khoảng eo từ 76 đến 79. Chúng ta lấy nhá. 76 đến 79 chúng ta lấy con này. Ghi hộ em là xả 6 ạ, 99k. Không chia sẻ, chúng ta không có đơn nhá. Không chia sẻ, xả không hề có đơn nhá. Chỉ có XL đen thôi các chị nhá. Màu đen chỉ có XL, màu đỏ em có size. Đợi em chút xíu xem màu đỏ đâu. Có size M và size X. Đỏ có M và XL. Đen thầy. Đen một XL đó. À, size M thì em nhận đơn eo 71 trở lại. Size XL em nhận đơn eo 79 trở lại nhá. Đen em chỉ có XL thôi các chị nhá. Mã này em không có size L. Không có size L. À, lấy thì comment cho màu em. Màu đỏ em có M và XL, màu đen em chỉ có XL đen nhá các chị nhá. Các chị nghe rõ rồi chốt đơn cho em nhá. M và XL thôi nhá. Vâng. 3 con M, 4 con M. Trang Lê ơi, set 33 hôm qua thì vẫn còn nhá. Còn set 35 hôm nay thì chỉ còn màu đen, màu vàng thôi. Các chị kèm size cho em nhá. 7, cái đồ hơn em có nhìn thấy chị ảo nhá. Vâng ạ, hơn chục con M. Đỏ ấy, L thì chị nhận. 351 chứ. Đỏ thì đỏ chỉ nhận XL với M. XL với M nhưng mà nhiều M, ít. Ok. Đỏ thì nhiều M. M em chỉ nhận đơn eo 71 trở lại thôi. XL thì em nhận đơn eo 79 trở lại. Các chế nghe kỹ để mình chốt hàng cho chuẩn nhá. Cho đỡ mất công. Đỏ là mã sở 6, đỏ là em nhận đơn eo 71 trở lại. XL em vâng, em nhận đơn eo 7. Em nhận đơn rồi nhá. Eo 79 trở lại. Màu đen thì có size XL, màu đỏ có size M và size X. Không có size L mã này.
Xem nào, lấy nên đơn nhanh tay cho em xả 6 kèm size kèm màu. Vân Đê cố gắng comment màu vào cho em, không là chị comment tới kia không bao giờ nhân viên nhà em kịp làm đơn cho chị đâu, mà mình cứ thiệt thòi. Bởi vì mình comment nó không chuẩn, không rõ. Bây giờ còn bao nhiêu giấy người ta comment đầy đủ thông tin mà riêng giấy của mình đọc chữ xả 6 chẳng biết màu gì, chẳng biết size gì, chẳng có đảm bảo là không có đơn, không có đơn. Xả 6M. Xả 6M đỏ, XL đỏ. Xả 6 XL đen. Nhận đơn L71 trở lại cho size M và L79 trở lại cho size XL. Mình comment rõ ràng màu sắc và size số của mình nhá. Thùy Thu Dung kìa comment xả 6 XL nhưng mà mình chưa comment màu cho em kìa. Nhà mình comment màu đi ạ. Để cái này nó có ít mà được giả 99k. Em nói chứ bao nhiêu người muốn lấy, mà mình thì comment không chuẩn thì làm sao mà có đơn được. Qua đi hết rồi. Các chị comment kèm màu kèm size để điện thoại cho em nhé. Là đen thôi, màu đỏ. Màu đỏ có ít lắm. Màu đỏ. Mang vào đây hết rồi. Đâu mà đầm mơ đầm miếu thứ đâu. Cô vừa đi kìa. Ừ, cái quảng đâu họ đầy. Đấy mình vứt ra xong, vừa vứt ra xong. Hôm nay cho bạn gì đấy. Nhung nào, nhung vàng bò nào. Nhung nâu này, nhung nâu cho em nào. Nhung nâu 99k nhá. Có hai con size S nhưng mà form to ạ. Em nhận đơn L72 trở lại nhá. Nhung nâu ạ, 99k em nhận đơn L72 trở lại nhá. L72 trở lại nhá. Chị nào lấy comment cho em là nhung nâu này. Nhung nâu S này. L72 trở lại nó bằng M đấy nhá. Nhung nâu S này. Xuông xanh lá này, size M này. Để em xem cái đây size gì. Đỏ mờ ấy nhỉ. Chúng ta vài con kia đi. Xuông xanh lá M này. Xuông xanh lá M này. Chờ. Nhung nâu S ạ. Cái này của lá M. Cái này của Evermost, của Evermost nhà mình nhá. Xuông xanh lá size M, nhung nâu S 99k. Nhưng mà form của cái nhung nâu ấy là form to nhá. Cái này comment cho em là cái này phải là L78 trở lại nhá. 78 trở lại mình mới lấy được, không là sẽ bị rộng bởi vì cái này form khá to. Size L. Cái này ghi hộ em là xả 7L. Xả 7L 99k nhá. Xả 7L mặc lên đẹp lắm. Cái này của Evermost này. Cái này ghi xả 7 cho cô này. Xuông mấy này, có mấy con này. Nâu có 2 con. Nâu S cho em. Thế hết rồi. Xanh lá M. Xanh lá M có 2 con. Hết rồi. Nhanh tay các sếp ơi. Còn nó đừng nhanh tay. Xả 7. Ok. Cái này chỉ còn S thôi. Rất đẹp. Phong khá to. Xả 8S cho em ạ. Màu đẹp lắm. Xả 8S cho em nhá. Dáng A nhá. Dáng A nhá. Đang mặc váy chất vải gì vậy? Chất á, chất vải kaki lụa. Chất kaki lụa em ơi. Ghi, cái này ghi hộ em xả 7S. Chỉ có S 8. À xả 8S. Xả 8S. Còn D348 và Z33 hôm nay mấy con gọi mà đang đi đường không chốt được ạ. Trang Thùy, mai em chủ động gọi lại cho shop nhá. Ở đây anh nhìn đây này. Rồi. Rồi, 8 con. Xả 8. Xả 8S rồi đấy. Xả 7 em hết rồi. Xả 9 cũng còn một con S và một con L. 99.000 luôn. Một con S và một con L ạ. Xả 9 ạ.
S và L. Xả chín cho em. Này xuông này, xuông này. Xuông này để vào hộp chị. Xả chín S và L. S và L nhá, xả chín, xả chín. Xả chín. Xả chín S và L. Đấy một con F một con L thôi mà. Cái này còn thế nào nhỉ? Bán tặng vậy. Có mấy con bán tặng vậy. Hôm qua tiếc không bán thì hôm nay lại bán cho các chế đấy. Qua tiếc không muốn bán nên lại lôi ra đi. Đợi em chút xíu nhé. Em xem có sai có gì đó. À, hôm nay thì em còn một mã vét nữa nhé cho các chị nhá. Các chị chờ săn nhá. Mã vét vét dài nhà em nhá. Mà cái hãng vét mà các chị em đã từng bán cho các chị rồi đấy. Vét rất là đẹp đấy. Các chị chờ vét tí nhà em lên vét cho. Còn chị được mua giá xả nữa. Luôn không, không còn size của em nữa đâu. Em mặc tạm thôi nhá. Cái này em bán rất là cao ấy. Bây giờ còn ít thì em bán tặng cho chị ấy. Em hỗ trợ em muốn chia sẻ với nhá. Em phải thả vào đúng mã thôi nhé. Nếu phải đi tìm mai rồi thì tìm loại nên chả biết được đấy. Em nhìn luôn cái mã em giật luôn giấy thôi, vui đôi giấy em. Giật luôn giấy sang thả vào mã một lần. Cái này thả 10 nhá nhà mình. Hoa văn họa tiết nó hơi lệch nhau một chút xíu, tính là 1 luôn nhá. 99k. Đùa chứ, cái này thì gọi là bà nào chốt được con này phải xuống điên. Đắt lắm. Xả 10 cho em ạ. À. Xịn lắm. Xả 10 còn mờ một con trên người này. ML các chị ơi, toàn L thôi. Một con mờ trên người. Còn lại là toàn size L. Rồi, hoa văn nó khác một chút xíu, không tính nhá, không tính nhá. Hoa văn nó hơi khác một chút xíu cái họa tiết ấy. Cái đoạn kẻ nó khác một chút xíu không tính nhá. Coi như là một luôn, ok chưa? À nó khác chút. Thôi cái này xả 10. Comment nhanh tay cho em. M và L. Có một con M. Một con M và 5 con L. Hết luôn 99 nghìn. Mặc con này lịch sự lắm, khách đến nhà em vẫn phải mua hơn 200 nghìn đây. Vẫn phải mua hơn 200 nghìn đây, chị nào lấy nhanh tay nhá. Bà nào đến nhà em cũng mua con này. Qua đi, còn cái kia em dơ đâu. Em dơ nhá, thế này ghi hộ em xả 11. Này, xả 10 đây. Được giấy xả 11. Ok, xả 10 xả 10 cũng chín hết. Ừ. Rồi xả 11 ạ. Không có XL ạ. Xả 11 thì chỉ có XL thôi. L và XL. Xả 11, xả L 11. Và XL. L và XL. Giống y xì mẫu đầm em đang mặc chỉ hết khác. Xả 10 nhá. Khác cái phần cổ. Khác cái phần phối trên cổ thôi. Đó, nó khác ở phần bên trên này thôi. Còn cái dáng y chang nhau, chất vải y chang nhau. Cái này thì em bán hơn 199k mới hơn 200k. Hàng này thì hàng đắt. Hàng này em ôm sale là của họ xuất buôn ra là đã 280 rồi. Em ôm sale rồi em vẫn phải bán được các chế là 199 không? Xả 11 L. Bây giờ em tặng thế ạ. Em bán tặng. Còn 99 nghìn. Xả 10 em hết rồi ạ. Xả 11 nhá. L và XL. Xả 11 L và XL cho em. Nhìn tay. Xả 11. Xả 10 hết rồi. Xả 11. Các chị comment đúng cú pháp cho em thì được chốt đơn nhé. Này em ơi cái này này. Nhớ là các chị chia sẻ like mới để được chốt đơn nha. Không là các chị mất đơn đấy. Em hết xả 11 nha các chị nha. Các chị phải comment đúng chị phát chứ. Nó là xả 11 mà. Xả 10 hết từ lâu rồi các chị ơi. Giống nhau. Em chốt cảm thấy em thôi. Cái này em chạy hết luôn. Đợi sang mã khác. Thì lúc mà em cảm thấy hết con em chạy luôn sang mã khác. Em bỏ hết luôn. Hết xả 11 rồi các chị nha.
cái này có con nào mẫu không nhỉ? Hay không mặc tạm vậy? Cái này bán tặng. Cái này có con mẫu nào? Đớm nhiều, nó vẫn còn cũ. FM. Ôi dồi ôi, tặng cho chị 65k. F và M. Mặc F và mặc M nhỉ, chị nhỉ? Hôm nay cô mặc cái này F và M nhỉ? Chị gọi chỗ khác cho em ấy, chỗ này vâng. Chị gọi chỗ khác, chỗ này em đang cho đây. Ôi dồi, có cả 2X đây này. Có 2, 3 con 2X, còn đâu là toàn F với M thôi. Mã tiếp theo là xả 12 ạ. Chờ em chút xíu, 65.000. Mã xả 12 65.000. Xả 12 65.000 ạ. Nhà em nay không đọc tên nhé chị nhé. Em không đọc tên thôi, mình cứ like giúp các chị nhé. Cứ chia sẻ like và các chị chốt. Có không? Thì em sẽ ưu tiên cho những ai chia sẻ like nhé. Các chị nhìn thấy mã 12 em chốt nhá. Xả 12 sai thế nào? Nhìn chưa? F M L. Xả 12 ạ. Tay lưới 2 lớp, phần trên này 2 lớp. Đó, kiểu cách nó như thế này. F M và 2X. Xả 12, F M và 2X, riêng 2X thì cái phần phối của nó khác một chút xíu. 65k. Xả 12 SM và 2XL nhá. 2X thì tay nó có ngọc và gen của nó màu trắng. Tay nó có ngọc như thế này. SM và 2X ạ. À. Đấy. Chị nào lấy thì comment có phối khác thôi ạ. À. Xả 12 SM và 2X có một con đỏ nữa. Ôi hình như có cả đỏ. Đỏ thì có M. À đâu. Đỏ, ôi có cả L à. Sao ghi L vào đây? Sao để linh tinh này ép đơn xong à M. Đỏ thì có M thôi, không có size gì. Ba con size M. Xả 12 các chị nhá. 65.000. Đỏ có mỗi size M. Đỏ có M thôi nhá, nhà mình nhá. Em nhà đang mặc trên người đen. Size S, size M và size 2X. Là lấy comment nhanh tay cho em là xả 12. Đỏ có mỗi size M, đen có F, M và 2X. Và kiểm tra Liên Hà, trả lời cho Liên Hà. Rồi, kịp đâu, xả 12 cho em nhanh tay nào. À, em qua mã luôn nào. Em bỏ ra hỏi chị. Đấy được rồi. Đỏ làm gì có L đúng không? Đỏ không có L. Không. S hết rồi, S có mấy con rồi đúng không? S có độ chục con, M có độ 20 con, 2X có 3 con, đỏ có 3 con M. Sáu mươi lăm k luôn nhá, mấy con này 65k luôn nhá chị nhá. Bác nào lấy thì ghi hộ em là body xanh coban S, 65.000, rất đẹp. Rồi điều nó sai nó nhỏ thôi. Mặc nên đẹp lắm đấy ạ. Không hở hang một chút xíu nào đâu. Nó không hở chút xíu nào đâu. Đẹp lắm. Thì nào lấy thì ghi hộ em body xanh F. Body xanh F. Còn quần Queen em 6 còn nha. Đấy, theo từ 82 trở lên đấy chị nhá. Cái này ạ, ghi hộ em là xanh than XL, mặc dù trên sản phẩm nó là 2X nhưng mà em nhìn cái form của nó không được đến 2X. Em chốt cho XL, ghi hộ em là xanh than XL. Body xanh S này, xanh than XL này 65.000 nhá, các sếp nhá. Xanh than XL, hà xanh than XL, body xanh S. Rồi cái này ghi hộ em là S hồng. Đầm S hồng. Đầm S hồng cũng của HG đấy, chất vải rất đẹp. Đầm S hồng 65k. S hồng 65k, đầm S hồng 65k. À, vải đẹp lắm.
dáng đẹp lắm, dáng y chang như cái váy nhà đang mặc ạ. Sản mới hàng. Dáng đẹp cực kỳ. Ờ, chị nào lấy thì comment cho em là đầm S hồng. Nó là hồng nuôi, hồng da ấy, hồng đẹp lắm. Hồng nhẹ nhàng lại đẹp lắm. Nào lấy comment nhanh tay cho này em là đầm S hồng. Có hồng gì đâu, nó gần như màu da ấy. Có 5 con thôi. 5 con thôi. Rồi, em đi tiếp cho mình. Tao không quản luôn mấy cái kia ra. Giữ. Kệ nó. Cô gọi là đầm S hồng mà, có liên quan đến mã kia đâu. Giật cái S hồng ra này. Chín chín k. Một set 2X và một set 1XL. Ghi của em là set gen, bao gồm 99.000. Một cái chân này nó đã đáng trăm mấy rồi. Một cái chân váy này đã đáng trăm mấy rồi. Em bán tặng luôn cả set 99k. Bác nào lấy thì nhanh tay comment cho em set gen XL và set gen 2XL. Chân váy nữa nó phủ xuống dưới nữa nhá. Nó phủ xuống dưới nữa và nó phồng cái phần và này lên rất là đẹp. Nào lấy thì comment nhanh tay cho em là set gen XL và set gen 2XL. 99.000. D278. Còn hai con duy nhất size S 99.000 luôn. D278 đầm của NT. Đẹp lắm. Còn mỗi hai con thôi, XL và hãy. Còn mỗi hai con thôi. Nhanh tay nhá. Rất là nhiều chị chốt đấy nhưng mà nhà em không gọi đâu, nhà em không gọi điện đâu, và nhà em gọi các mã khác hay các chị chia sẻ thì bắt đầu nhà em mới bắt đầu chú ý xem là mình có chia sẻ hay không, và mình chốt thêm những mã nào đâu đấy thì em mới gom vào cho các chị. Bác nào lấy thì comment cho em là D27 287 à? 278. 278 cũng được, kệ nó đi. Em đọc nhầm. Thì kệ nó nhá, 278 với 287 kệ nó. 99k còn hai con size S duy nhất. Cái đấy 99k nhá. 65k là cái đầm trên tay em cầm với lại S hồng, với lại S xanh coban, với lại cái S xanh than đấy là 65k. Thế còn cái set gen là 99k, với lại 287 là 99k. Cái này còn một con nữa, size 2XL, 65k. Chị nào lấy ghi hộ em à. Body kẻ đỏ 2X cho em, 65.000. Body kẻ đỏ 2X cho em, mặc đẹp lắm. Em nhìn thấy chị Bùi Huyền chị mặc đẹp lắm. Nào lấy comment nhanh tay cho em, co giãn nhiều dễ chịu lắm. Body kẻ đỏ 2XL. Em lên cho các sếp và mã áo dạ nhá. Áo dạ xả nhá. Body kẻ đỏ kẻ chưa, bây giờ đi. Ghi của em là xả 13. Cái này dành cho các chế size L. Dành cho các chế size L. Trên sản phẩm nó là X nhưng form hơi nhỏ. Em nhận đơn cho khoảng eo 78 trở lại. Chúng ta có đơn từ 75 đến 78. 75, 78 chúng ta mặc cái này rất đẹp. Thì nào lấy ghi của em là xả 13. Body là 99 cả hay gì đấy. Body là 65. Cái này 99. Thì nào lấy comment cho em xả 15. 15 à? Đang mười mấy rồi? 13. Xả 13 cho em. 13. Xả 13 L nhá. Sản phẩm sẽ là XL nhá. Nhưng mà mình em nhận đơn cho người size L thôi. Eo 75 đến 78. 75 đến 78. Sẽ là lấy nhanh tay ghi hộ em là xả 13 L. Luôn nhá. Lên
Thế bây giờ nó cứ lung tung, thông cảm nốt. À, con này ạ, ghi hộ em là xả 14 ạ, 65k. Xả 14 65 em ghi luôn tiền nhá, của chị nhá. Xả 14 65k size XL nhá. Size XL. Cái này ghi lỗi vào cho chị. Cái này đẹp lắm, là đẹp. Tội nó bé, không em để mất luôn. Mặc đẹp lắm luôn. Mặc đẹp lắm luôn. Size S. Xả 14, cái đấy là xả 14 rồi đúng không? Vâng. Cái này xả 15. Mặc đẹp lắm luôn ý. Size gì? SSS, xả 15S. Cái này của Evermost. Xả 15 cho em nhá. Xả 15S, mặc đẹp lắm. 99.000, xin lỗi, chưa báo giá. 99.000, cái này em gặp và ghi lỗi của chị mấy quần. Xả 15S, 99k. Xả 16M, 99k. Xả 16M, 99k, xả 16M. Xả 17L. 16M. Xả 16M, xả 17L. Đây là đầm của nhà Hoàng Hương đây này các chị này. Đây là cái bạn ấy chuyên ôm lô hàng của các ôm lô hàng nào bạn ấy gửi hình ảnh cho em thấy đẹp, em thấy ưng thì em lấy đây này. Em thấy ưng em lấy đây này. Cái này lấy về nhà rồi. Cái này lấy về nhà rồi em mới biết là đầm của Hoàng Hương. Đầm của Hoàng Hương đây này. Đây trên này, Hoàng Hương. Em không hề biết nó là của Hoàng Hương. Mà bạn ấy chỉ gửi hình cho em thôi. Bạn gửi hình cho em là chị có lấy mã này không. Thế em bảo ok, lấy. Thế đến lúc về bán rồi, nhân viên nhà em xem ô cái này của Hoàng Hương. Thế thì đến lúc cái lúc mà bạn ấy gửi hình cho em ấy, em mới chú ý lại cũng có Hoàng Hương ở đấy. Xong cô bán nốt cái mã này ở trên trên giá kìa xinh. Xinh. Cái mã như thế này, bán nốt 99k đấy các chị nhá. Hoàng Hương đấy. Chờ em chút xíu. Cái đấy có ở trên móc không nhỉ? Nó có trên móc không? Có. Cái kia hết chưa? Ừ đây, chỉ như đây. Không phải. Không phải. Có, ngoài kia có, sao không biết bao nhiêu. Ừ thế đi này, tìm đi. Mười bảy hết rồi. Người ta gọi thế, người ta nhắn thế. Thế chị bảo là sao mà quan trọng gì cái tên của mình lại còn đi giấu đi. Xinh gì người ta gọi. Ok. Lên bộ đi chị nhà. Vợ đang mong xả bộ. Các chị muốn em xả bộ lụa không? Xả nhá. Xả bộ lụa gì nhỉ? Pizza. Xả nhá. Xả lốt đi rồi lại. Thôi, xả bán nữa. Xả bán nữa, bây giờ em chuẩn bị. Em xả hết sạch, nay mai em về toàn đầm hãng. Em xả về được
lằng nhằng gì nữa đâu. Em về toàn tầm hãng thôi. Bác nào hay mua đồ hãng thì săn nhà em nhá. Rồi, mã trước được có vài con thôi. Mã này bác nào nhanh thì bác ấy có phần. Không, nếu mã trước không được, mã này lại không được nữa thì tủi thân. Em nói thật, mã này mặc đẹp lắm. Vải nó co giãn, chất sướng lắm. Đây là một con size L này. Có size như thế nào xin nhòm cho cô ấy. Đây là 228 à? Hay là 2 bao nhiêu đấy? Để lấy em tí nè. Thôi con mã này em bán lỗi thôi nhá các chị nhá. Có nhiều quá em chết mất. Đấy là. Mã này 101. Mã này 115k. Rồi. Mã thì tên là gì nào? 228. D228 115k. Lỗ nhiều lắm. Lỗ nhiều lắm. Mã này em còn số lượng hơn, nó đủ size cho các chị. Nó còn khoảng chừng này tất cả. Thì thôi, không có lỗ đấy nhưng mà lỗ. Lỗ ít thôi. Lỗ nhiều quá. Nhá, 115.000, chị nào lấy thì nhanh tay lên đơn cho em. Đây, mã này có size này, ngô xu, Mỹ Duyên. MLXL, 115k. Mỗi size có khoảng 30 con. D228 cho em, MLXL. D228, MLX. Nhưng mà hình như có mỗi một con mở hay sao ạ? Hết mở rồi. Mỗi một con mở thôi, còn chủ yếu toàn L với XL. Hai con mở. Trời ơi. Đấy, L độ 22 con, XL độ 16 con. Đấy, M có độc 2 đứa. Nhanh tay nhá, nhà mình ơi, lỗ nhiều lắm. Các chế mua đang lãi, con này hàng gần 100.000 này, lãi gần 100.000 này các chế nhanh tay. Giá nhà em ấy. So với giá nhà em còn so với giá bên ngoài, các chế đang lãi được từ tầm 230. Rồi. Chị nào lấy thì nên đơn nhanh tay đi. D228 đẹp lắm, mặc đẹp lắm luôn. Mặc sướng lắm, mặc nó không riêng gì đẹp mà nó còn sướng. Cái chất của nó sướng lắm. M chỉ có đúng 2 đứa, L khoảng độ 22 đứa. Và size XL khoảng độ 16. Em không đếm đâu, em nhìn em cứ tự căn. Em muốn đoán thì từ mãi xa xa kìa. Em đoán thôi. M2 trước, L em nhận độ 20 chiếc và XL thì em nhận 16 chiếc. Không nhận M nữa. Tôi qua mẫu đi. Em qua mẫu nhá. Này xin ơi cất nốt cái này vào này. Đây này. Săn đầm thiết kế này đẹp rụng rời này. Bà nào nhanh bà có phần. Đẹp lắm. Vâng, xong thì em sẽ lên đồ lộ bây giờ. Đẹp lắm đấy. Em thì chả giữ cái gì, em nôi hết ruột gan đây, có chế đây này. Không có hết ạ. Nhưng mà đẹp thế thôi. Riêng cái hoa này là đã 20.000 rồi. Nó đang bảo không bán. Nó cứ không bán. Thật đập chứ. Cái váy này nó không có hoa thì nó ra cái kiểu gì. Bắt buộc phải có hoa. 115k nhá các chị nhá. Thôi gỡ không gỡ cái gì, gỡ cái tiền hoa. Gỡ cái tiền hoa. Mùa hè mới bán, cái đấy bán dễ mà, đẹp mà. Đẹp lắm đấy. Đẹp lắm đấy, dơ thôi. Chứ mà không thì đến lúc mặc xong thì chả bỏ. Em nói thật luôn. M này. Ghi hộ em là xả bao nhiêu rồi Sinh? Cái này xả 18, chỉ có M đen thôi. Đúng không nào? Xả 18 cho em ạ. Đúng rồi. 15k. 3 con M đen, đen phối đỏ và cam thì có L. Cam. Cam thì có L, đen thì phối đỏ, cam thì phối màu da. Em xem là con này size gì, hình như là cũng L. Đẹp bỏ trừ đi, đẹp lắm. Chất của nó cũng đẹp lắm. L, cam thì có L, xem con này size gì. 3 con thôi. 1 con M, 2 con L, màu cam. Mặc đẹp lắm luôn đấy.
nhìn thế này thôi, mặc lên rất đẹp bởi cái này nó chờm ra vai, nó chờm ra vai một cái dây ở đây và nó chờm ở đây nó ôm. Chỉ có mỗi sang mờ thôi à? Rất đẹp. Đen phối đỏ chỉ có mỗi mờ thôi, cam thì mình có LM và L, một con mờ và hai con L. 115.000. Nó cứ ngồi ở thế kia mà cô bán. Nó cứ ngồi kia nó kiểu cầu nhàu. Nào. 115.000 nhá. Hai cái mã này 115.000. Có L cam em ơi. Không có L đỏ đen. Cái này là cái mã gì đấy hả Sinh? 341. Cảm ơn chị Vân Lê. 341 ạ. Một chiếc. Thôi, tặng luôn 99.000. 341 có một chiếc thôi em bán tặng 99k. 341 ạ, D341M. Sorry em không thông báo sai, size M. 99k. Cái này còn size gì đây? Để xem nào, hình như không còn size nhàn mà toàn còn size L đây này. Xin ơi xin xem trên móc có cái đầm này không, đưa cô này. Đây thấy mỗi L thôi thì còn... mỗi size L thôi. Có con nào size khác không? Có X đây. Không có thì có L và XL đây. 99k nhé. Nào chuẩn bị lên. Ơ con đấy ra đây rồi, vấn đề là cô hỏi mẫu ấy. Mã này là mã gì? À, không. Có mẫu không? Để cô mặc mẫu cho mọi người không? Mọi người không hiểu. Không có đâu. Rơi đi. Tại vì nhòm lại đi xem có mẫu không hay như bán hết cả mẫu rồi. Cái này có X này, M này. Nào, bán tặng cho chị này. Đen này. Đen này, form cái này hơi nhỏ ấy các sếp ạ. Em nhìn thấy nó form nó hơi nhỏ. Có một con XL đỏ này. Đen thì có hai con, ba con xanh. Đen thì à? Chốt xuống xanh nhá. Chốt xuống xanh nhá. Đen này em nhận đơn cho S và M. Đen này nhận đơn cho S và M, đầm của Quixson. 99k, là lấy comment cho em là xả mười mấy rồi. 19. Xả 19 SM đen. SM đen có độc hai con S, một con M đen thôi. Đỏ thì còn size đỏ thì còn ML. Đỏ em nhận đơn ML. Chúng ta về chúng ta sẽ nhận bị lên size đi nhá. Ví dụ như là các chế đặt S thì các chế sẽ nhận được size M. Các chế đặt M các chế sẽ nhận được size L nhá, bởi vì em nhìn số đo eo của nó là chỉ phù hợp với thông số của size nào là em sẽ đọc size đó thôi. Cái này ạ, ghi hộ em là xả 19 đỏ ML. Đỏ nhận đơn ML. Đen SM đỏ ML. Đen nhận đơn SM đỏ nhận đơn ML. Xả 19. Đen đen nha. Xả 19 cho em. Đen SM. Đen SM đỏ ML. Sản phẩm nó sẽ bị ngược nhá. Cái này chủ động ghi ở đấy là lên size đấy. Đỏ ạ, đỏ có ML ạ. Đầm của Quixson. Rồi lấy nhanh tay nhá. Không quay đấy chị chưa? 99. 99k. Đỏ ML thôi ạ. Không có XL đâu ạ. Đen SM. Em không biết nói thế nào. Cái này em có hình đấy, cái này lúc nào em đăng hình. Thôi cứ do nhá, chị nào lấy thì lấy nhá. 99k. Thì em xả 20, có L và có mỗi size L thôi. Em cứ dơ thôi. Xả 20. Đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp. Tay nó như thế này này. Em ra em xỏ cái tay cho các chế nhìn này. Đó, cái tay nó như thế. Mình hình dung hộ em. Vì nó không có sai của nhà, nó có sai nhà thì nhà sổ qua nhưng mà nó không có sai. Có ảnh đẹp lắm. Mẫu mặc đẹp lắm. 20L. Xả 20 chỉ có L thôi. Một chiếc à? Đây kia kìa anh ơi. 5, 6, 7, 8 chiếc gì đó.
Hết rồi, cho mẫu đi. Không thành cái kiểu gì cả. Nhưng mà chung quy là rất đẹp. Mẫu này đẹp tiền. Mà ăn chơi. Đây em ơi hả? 99k. Đây nữa này, cái này cũng còn. Cái này của cái khác. Cái này là giảm 19 này. Em giảm 19 này. Rồi em đi xem còn cái gì em xả lốt cho các chị xong chuẩn bị sang xả áo xả nhá. Áo xả với áo nỉ nhá. Sao lên bộ xét bộ đi à, lên bộ rồi à? Pyjama hả? Bộ đi xong lên vest. Nó cái đồng này thi sinh nuôi ra chưa? Cái hồi đi. Thôi lại mai. Bây giờ em lên bộ mới cả lên vest cho anh ấy. Nào. Xả bộ mới là xả vest. Em vét xả cái này đã. Xả cái này đã. Xả gì? Xả set á. Set vest á. Áo ấy, áo sao mà tối. Áo dạ, anh chỉ cứ từ từ. Nói em loạn hết đầu. Đây cái này 65k luôn đi. Chị nào lấy thì lấy nhanh tay nhé. Ví dụ em là kim sa hồng. Size L. L như form khá to vì nó có giãn nhiều. Ôi dồi ôi, giờ thế này thôi, cái này em đang mãi màu đỏ đấy, màu đỏ đấy. Khi mà mình mặc vào á, cái cổ này nó đổ xuống và nó có cả một loạt ren đứng trước. Có một loạt ren đứng trước và nó đổ xuống như thế này. Hai nữa khi mình mặc vào á thì cái này nó ôm vào người và nó nằm ở cái tư thế ngang song 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 thế này này. Rất là đẹp nhưng mà dài chứ không ngắn đâu. Ví dụ em là kim sa hồng L nhá, 65k. Kim sa hồng L 65k. Bộ gấm 99k. Set gấm. Cái này là size L. Set gấm áo như thế này. Chân váy xòe. Áo ký giả. Ví dụ em là set gấm size L nhá. Set gấm size L nhá. 99k cả set. Chị nào lấy ghi hộ em set gấm size L. Rồi để em lên bộ cho nhà mình. À nên ấy. Lên mặc cái chân váy vào nhỉ. Cảm ơn Nguyễn Hằng nha. Cảm ơn chị. Hàng nhà nhà chị xò lắm. Bán hàng lại có tâm. Chia đều mỗi người một cái chứ không câu like view, thật thà lắm ý. Cảm ơn chị. Xem gấm xem lời em ơi. Xem gấm. Xin nghe xin chạy ra lấy cho cô cái áo dạ. Cái xem lời không? Xem lời. Không có. À không có. Em cắt cái mức đi cho chị. Không thì. Chốt rồi. Thái Hà bỏ cái này vào chỗ của nó hồi chị. Chờ tí em tặng luôn cả áo. Cái gì đây cô ơi? Có 35. Không phải đâu, nó có giãn mẹ lắm. Nó cao. Em cao. Thì chân váy nó. Nó thay mà thôi. Mấy các cái áo. Áo thì giảm gì được. Đây. Để cho xả. Đây tưởng đây là nó đây này. Là nó hai con. Phao xanh than 18. Còn size L không? Vâng, xếp gấm đấy đẹp quá chị. Còn nhá, chị Đào Phạm ơi, em chốt cho chị nha. Xếp gấm đấy em chỉ chốt cho ML thôi nhá. Bộ ấy xả lỗ đi cho xong đi. Bộ hãng ấy. À, xả lỗ đi cho xong. Chốt phao xanh than phao 18 size L thì chị comment số điện thoại cho em là em vừa chốt cho chị nhưng không có số này. Chung nhà em in đơn ra cho chị nhưng không có số điện thoại ấy. Em số điện thoại cho nhà em ấy không có số cho nên là không thấy gọi chốt ấy. Cái này có hai con thôi nhá các bác nhá. Bán tặng ạ. À. Con em sỏ đây là con size L. Xịn lắm. Xin nó bảo banh nóc à cô.
Nó thấy em đem con này vào nó bảo banh nóc vào cô. Rồi, một con thôi, size L. Rất đẹp. Bán tặng các chị 299k, ghi hộ em. Dạ hồng L 299k. Đùa chứ, em nhập, em nhập nó là 400k đó. Em bán hết rồi, em cũng không nhập ấy, em không nhập ở để bán số lượng ở trên live. Em chỉ nhập để bán ở cửa hàng thôi. Còn con sót 2 con nên là em bán tặng cho nhà mình nhá. 299.000. Ghi hộ em là dạ hồng L. Dạ hồng này là XL. Con này là XL nhưng kiểu nó lại khác. Xịn vô cùng. Rất là xịn. Nó là màu hồng da cá hồi ấy. Đó, kiểu đây, kiểu đây. Đây là size X nha, không phải size của nhàn đâu. Dạ hồng XL 299k. Cái này các chị đó, không mua 7, không mua tầm 600k mới 500 mấy em đi đầu ông đất. Không mua tầm 500-600k em đi đầu ông đất. Xịn lắm. Size XL. Rồi 145k một con dạ này. Thì nào lấy chuẩn bị comment cho em dạ mã. Nó không phải, cái này thì không phải dạ. Cái này chất không phải dạ nhưng mà nó là dòng thí giả. Nó là dòng cùng cái dòng này. Cái chất này thì không phải dạ. Cảm ơn chị Nguyễn Hằng. MLXL màu đen. Sao lại có dạ hồng có 99, 199. Bác nào mà cứ mơ mơ thôi. 299 còn chưa hết. 299 ạ. Gì thế? To vào, rõ ràng là cho các tính ngố. Bác mơ nó vừa thôi. 299 đó chị ạ. Tính cả ngố. Thì cái gì em đăng 99k là cái tổng cả cả nhà nha em, 99k. Rồi áo em đang mặc là A90. A90 MLXL. Nhàn đang xỏ trên người là size L á. Em nhận đơn đủ size MLXL A90 này. Áo ký giả này bán tặng các chị 145.000. Dạ nhập con này ạ, 190. Giờ bán 145. Bác nào lấy thì nhanh tay nhá. MLXL. Cái này của HG hàng 2 lớp. MLXL. A90. Cả cái áo dạ tiền triệu của người ta lại tưởng 99.000 các chị. Lên rồi. Chưa. Chưa. A90 nhá. Nhà mình nhanh tay nhá. MLXL. MLXL đổ sang. Cái này chúng ta mặc với rất nhiều thứ. Em mặc tạm cái này thì các chị em xỏ được nhiều thứ cho dễ mặc thôi. Còn cái này mặc với rất nhiều thứ. Mặc với quần bò, quần legging, quần công sở, yêu thứ rất là nhiều. Chân váy dập ly cái gì cũng mặc được. Chế nào lấy thì nên đơn cho em là A90. Hàng 2 lớp. MLXL. MLXL 149.000 đúng không? Đúng. Nhanh tay nhá. Đây, chị nào lấy comment 195k này. Cái gì 195? A90. 149k. Mới là 49k á chị nhá. 149k. Cái này thì ghi hộ em là A91 nhá. Cái này ghi hộ em A91 là cái này nó bằng dạ. Chắc có mỗi một con. Cái gì? Cái này này. Có nhiều em. À, okay. Không phải nhiều nhưng mà nó cũng có độ mỗi size của độ hơn chục con. A90 này. Vâng. A91 này. Nó bằng dạ này. Cái này bằng dạ này. Còn cái A90 thì không phải bằng dạ đâu. Em đã từng bán cho các chị là 199k đây này. Nay xả cho các chị 149k. Thế nào lấy thì lên đơn cho em. Là A91. Màu đỏ đô. Nói chung là màu đỏ. A91 MLX. Còn ít lắm. Còn ít lắm, xả cho nó gọn nhà. A90 có ít không? À có em, đủ. Cái này cũng đủ. Nhiều có ít thôi, cái này ít hơn, cái kia nhiều hơn. Ở dưới tầng á. MLXL nhá, các xem nhá. 149k. Thế nào lấy nên đơn nhanh tay cho em. Hàng 2 lớp chất dạ. Đó. Hôm nay em có cả áo mới về rất là đắt. Rất là đắt. Đây này. Em mặc vào tí nữa có khi lại còn đẹp hơn. Đây em mặc cảm giác hơi rộng. Hơi rộng rộng một xí.
Nào, đưa cô cái hồng xem. 290 có nhiều không? Bao nhiêu? 291 size gì đấy? 291 đủ size MLX. Nào, hồng nhỏ mẫu cô, cái này có size gì xinh? MXL. Cái này còn mỗi L, MXL, hết size M. Cái này chị ghi của em, chốt của em là dạ hồng sen. Dạ hồng sen có L và X, không có size nhỏ nữa, hết size nhỏ rồi. Còn mỗi size còn size L còn 3 chiếc, size XL còn 4 chiếc, hết hàng ạ. 149k, 149k. Ghi của em là hồng sen nhé, dạ hồng sen nhé. A91 thì là dạ đỏ nhé. A91 là dạ đỏ. Cái này hồng sen, hồng sen. Hồng sen. Em đang xỏ thôi nhưng không phải vừa size của em đâu. Size của em đây là size to, không phải size em đâu. Size L. Chế nào lấy thì lên đơn cho em là A91. Này. À xin lỗi, lên đơn cho em là dạ hồng sen. Dạ hồng sen. Dạ hồng sen. 91 hết rồi đúng không? 91 đúng. Giờ cho em nhiều. 91 nhiều rồi thì thôi không nhận nữa. Cái này là hạ dạ hồng sen. Dạ hồng sen. 149k. Các chị comment đồng hồ phát cho em để lên đơn cho nó dễ các chị nhé. Dạ hồng sen ạ. L với XL. Dạ xanh coban. Xanh coban em xem là còn size gì nào. Có bộ đẹp hơn bộ anh mặc này, còn chưa xả này. Còn chưa lên được đây. Dạ xanh coban thì em còn size M. 3 con M, 1 con L. Hết hàng 149k. Nào lấy thì comment nhanh tay cho em. Bạn ấy khi bạn sản xuất ấy là cái này là em nói thật là vải của bạn ấy là các cái vải đầu tấm bạn ấy còn sót lại, bạn sản xuất bạn đã không lấy công sản xuất, bạn chỉ gỡ tí tiền vải thôi. Cho nên em mới nhập được giá 190 thôi. Nếu mà đúng có lãi suất của nó ra thì cái áo này nó phải là trên 200k cơ. Trên 200k xong rồi em về bán cho các chị nữa thì nó phải hơn nữa. Nhưng mà bạn ấy bản chất của bạn ấy đã là không lấy lãi rồi. Xong đến lúc em lại lấy lãi suất thấp nữa, thành ra cái áo này nó rất rẻ. Bây giờ thì nó lại còn ít, em lại xả nữa, nó quá rẻ. 149k, chị nào lấy thì ghi hộ em dạ xanh coban M và L. L có 1 con, M có 3 con. Cái này thì ghi hộ em là A. Nhưng mà nó không phải dạ em ạ, vấn đề của nó là không phải dạ. Cái này chất này không phải dạ, cho nên mình cứ comment cho em là cô ban thôi. Màu đỏ này này, không phải xà dạ, comment cho em là A92. Này. A92 nhá. Hồng sen này, sen cô ban này. A92 nhá. Cái này chất thích lắm. Nhưng không phải chất dạ đâu. Đang bị mất một cái cúc rồi, phải đi đòi cúc rồi. Đó. Rất đẹp, 149k, hàng hai lớp hết. Xịn sò hay là xịn sò. Thế nào lấy thì nhanh tay comment cho em là A92 MLX, 1 con M, 2 con L, 2 con X. Chân váy thì các chị comment cho em CV dập ly cho em ạ. CV dập ly thì không xả nhá. CV dập ly thì cứ CV dập ly thôi. 175.000. Em không sell, chân này không sell. Chân này truyền thống thì em làm bao nhiêu hàng mà mấy nghìn. Mấy nghìn hàng vạn rồi, chẳng phải hàng mấy nghìn đâu. A92 ạ, MLXL, mỗi size có 2 con, size M có 1 con. Bỏ cái mã biển này đi cho chị. A92. 91. 91 thôi, 90, 91 thôi. Xong rồi hồng sen. 92 có ML thôi. Bỏ cái mã cái đi, không lại nhầm. Em biết cho chị cái mã A92. 92 ML. Nào. Ghi hộ em là A93, nhà đang sỏ size L nhé, không còn size của nhà nữa. Còn L và XL cũng 145k. Này, vải đẹp dã man luôn đấy các sếp ạ. Vải đẹp dã man luôn đấy. Comment cho em là A93 nhá, L và XL. Đấy, không đúng size nên là mặc nó không được đẹp, nhưng mà chất của nó và dáng của nó rất là đẹp. Nhà lấy thì comment cho em A92. Em nên xếp bộ cho nhà mình nhá. 92 rồi, bây giờ 93. À, xin lỗi, A93. Gồm có 2 con size XL và 4 con size L. A93 nhá, một xanh lá này của A93. Xanh lá là A93 rồi. Bây giờ em sẽ một cái màu này
hai chấm bi đây này em ơi. Không lẽ chấm bi này. Để ra từ cho chấm bi. Cô ơi. 93 sai gì? Màu xanh lá. Xanh lá nhưng màu sai gì? Là vậy. Cái này tặng đi. Thôi. Không tặng đi. Bác nào lấy em tặng. Chán bán thế rồi tặng. Chán bán lại tặng. Dập ly 63 cân cũng vừa không? 63 cân cao 1m63 vừa chị nhá. Phạm Huyền. Phạm Huyền á? Không, Phạm Huyền này. Sao em bảo là thôi. Dưới kia nó vẫn còn. Màu đen như gì? Tặng dạ hồng. Một con L, một con không X. Không có, CV dài hơn không có, chỉ có thế này thôi nhá. À, có hai con lừa thôi. Ai là khách hàng thân thiết, nói chung quy là tại nhân viên nhà em nó tặng ai nó tặng, chúng nó làm chúng nó biết khách nào là khách tâm lý. Chúng nó tự tặng, ok chưa? Đây là em xỏ size L đó. Tặng dạ hồng. Gọi điện chốt luôn đơn cho em được không? Không có, bây giờ không có ai chốt được bây giờ. Hồng Dương nha. Bây giờ có mấy nhân viên đây, ở đây là phụ đang phải phụ like hết rồi. Không có ai gọi. Hồng Dương sáng mai gọi nha Hồng Dương. Phục vụ các chị ngốn mất 4 nhân viên đấy. Phải bán vé nữa đấy. Bán nhà. Đâu hết mà. CV dập ly nhà em mặc đẹp. Mặc mãi không chán. Nhà liên hệ với hãng. May làm dập ly màu trắng. Mình tin là một hôm phải bán vài ngàn con, tất cả dưới công sở chỉ có chờ CV dập ly trắng nữ là đủ bộ sưu tập rồi, ok luôn ạ. Chỉ sợ làm không bán được hàng chứ còn bán được cái gì nhà em chẳng làm được. Rồi em thử làm nhá. Hôm nọ là em bà làm màu đen và màu cà phê rồi, hôm nào làm thử màu trắng nhá các chị nhá. CV dập ly thế là gì, trắng thì chắc chỉ có các chị công sở các mặc được thôi chứ còn bình thường đấy ai mặc được. Còn quần nhung tâm nha, còn đúng không? Còn quần nhung tâm ạ, chị La đặt cho em đi. Quần nhung tâm kèm số điện thoại kèm size nhá. Các chị cần hỏi cái gì còn hết các chị cứ đặt luôn, kèm số điện thoại luôn cho em. Em chốt luôn. Các chị nhân viên nhà em thấy giấy của các chị có để gọi điện cho các chị luôn nhá. Cái này dạ xịn lắm, chất xịn lắm luôn. Đẹp dã man luôn đây này. Mặc với quần sock thì đẹp thôi rồi. Mặc với quần bò thì đẹp thôi rồi. Phát điện thoại không rồi. Mặc với quần sock cũng đẹp lắm nhá. Tí nữa nhàn thay đồ với quần sock nhìn mặc cho các chế nhìn. Đẹp kinh khủng. Còn dạ đang dài không? Còn đấy chị ạ. Chạy xuống. Chèo đặt cái ghế. Bích hết cái dạ ngay cửa vào chỗ cô đem lên. Cao ấy, dạ phải bắt ghế. Chị ơi, chị à. Em chỉ mặc có bắt cái dạ trên bóc vào đi. Diễn tưởng. Có đi chợ mà. Rồi, con này thì không phải xả nhá. À, nhưng mà phải chip. Kệ, cô cứ bán đi xong mai chip. Rồi. À, con này thì có hai màu. À, các chế comment cho em mã này, dạ hàng hai lớp. À, giá niêm yết của em nó là 950k. Áo dạ cao cấp. Thôi mình cứ comment hộ em là A68 nhá. A68 nhá. À, kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại. Cái màu này nó là màu gạch gạch một chút xíu ấy, màu trắng và màu gạch ấy. Màu trắng và màu gạch nó phối nhau. Còn cái này là trắng đen phối nhau. Cái hai màu kẻ phối nhau, trắng và gạch kẻ vào với nhau. Và cái này trắng đen phối nhau. Kiểu này là có A9 mấy?
68. À 68. Kèm size và kèm số điện thoại, em có đủ size M, L, XL. Cái này chúng ta mặc với được rất nhiều đồ. Tí nữa em sẽ mặc với quần short cho các chế nhìn nó đẹp lắm. Đủ size M, L, XL. Con này thì chúng ta sẽ không phải là giá sale. Hàng mới toe, hàng mới toe. Bác nào thích thì lên đơn cho em là A 68. Hai màu, màu chúng ta sẽ gọi là màu gạch và đen trắng nhá. Gạch và đen trắng nhá. Giá của em nó sẽ là 269k một chiếc. 269k. Một chiếc chế nào lấy thì lên đơn cho em là A68. Còn ạ, à, còn bộ vest hãng HG còn nhá. Set 33 còn ạ. À. A68 nhá. Bộ vest hãng HG á, em còn set nó gọi là set vest 808. Các chị comment cho em chuẩn bị xả cho nhà mình sau mã này em xả áo nỉ và áo dạ cho mình này. Thì mình nên chuẩn bị nhanh tay này. A68 cho em ạ. A68 màu gạch nhá. Cái này chúng ta gọi có là màu gạch. Màu ạ, đen và gạch các chị nhá. Xịn lắm luôn. Set chất 35 xịn vô cùng luôn. Chỉ còn màu đen và màu vàng nữa thôi. Chất xịn vô cùng luôn. Nó giống như là thay như là một cái áo áo vest khỉ của mình ấy. Nó dạng như áo vest khỉ của mình ấy. Nhá, nhà mình nhá. Yêu em là A68. Xịn lắm. Thế nào lấy ghi của em A68 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Chờ em một chút xíu em mặc đồ. Không cả mà vẫn rẻ hơn, họ bán 350k Thoa Bùi. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Thoa Bùi. Đúng rồi, em thì luôn tính luôn em hay thật. Cho các chị. Tính em hay thật. Đấy, không nói dối được đâu. Không xả. Đều lắm cũng nói dối được đâu. Bây giờ ví dụ các bác ấy cứ bảo là hàng viên lấy đen lấy cái gì thì comment cụ thể nhá. A68 giúp em ạ. Rồi. Bây giờ em sẽ mặc với cái quần short thôi à. Đúng rồi, Trương Hồng lên ơi, phải chờ một tuần chị nữa, đến chục ngày nữa mới có em cái set 35 đấy nhá. Hôm nay chỉ có màu đen và màu vàng của set 35 thôi. Còn các màu kia của hôm trước giới thiệu là hết mất rồi. Phải chờ nhà em 10 ngày đến 7 ngày đến 10 ngày nữa mới có hàng tiếp set 35. Các chị chờ nhà em nhá. Chỉ có chờ nhà em mới mua được cái giá rẻ thôi. Còn các chị mua shop khác đắt lắm. Xả áo ra này. Có ít thôi. A bao nhiêu ấy? A68 ạ. Đi rồi đi. Có đẻ đỏ. Ok, gạch, Vũ Kim Yên. Hai màu kia. Màu nhá gạch á. Đây, gạch vô CV dập ly thì các chị nào chưa có thì sở hữu ngay CV dập ly đi. Comment cho em CV dập ly nha. A68 đây. A68 kèm màu và kèm size cho em ạ. Treo đi. Áo dạ của hãng này. Giá em biết lên lần lượt cho các chị. Ủa đi đâu rồi? Cái này có một con thôi. Em đang niêm yết giá là 355k ấy. Bán tặng các chế. Kiểu cách nó nghịch nghịch đấy. Trẻ trẻ nghịch nghịch đó. Nào lấy thì comment cho em là dạ hồng nhá. Comment mã đi. Sai gì đấy? Quên chợt đọc sai rồi. Mã đi. Chốt lúc chiều đi rồi nhé. Độ lê nhá. Mã là 882. Áo vest kẻ ngắn là mã A68 nhá. 882 L hồng. Dạ 882 L hồng. Em bán tặng nhà mình 260k. 260k dạ hãng. Dạ 882 L hồng size L. Thì nào lấy nên đơn nhanh tay nhá, hàng xịn lắm nhá. Hàng xịn lắm. Hàng cực xịn đấy. Cái này của XO. Giá niêm yết của họ là 1.500.000. Con này có một con duy nhất size S. Yêu em là mã dạ gì đây? Thôi cứ comment cho em là dạ tím S đi. Dạ tím S. Xịn ơi là xịn luôn hàng hãng. Dạ tím S. Đẹp lắm. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em là dạ tím S nhá.
260.000 nhanh tay. 260k. Dạ tím S. Còn bó ôm em còn ạ. Dạ tím S này. Hai trăm sáu mươi nghìn nhá, giá thì nó đắt lắm, giá ở đây thì nó đắt lắm, 1,5 triệu cơ, 1,5 triệu cơ, giá của họ là 1,5 triệu, giá của nhà đang bán ở cửa hàng là 355k, bây giờ em đóng cửa hàng rồi em xả lốt cho các chế, còn 260 xả cho gọn nhà thôi. Thế nào lấy comment nhanh tay cho em là dạ vàng bò mờ, dạ vàng bò mờ, cái đấy có người chốt chưa? Dạ vàng bò mờ. Phong cách cực kỳ. Dạ vàng bò mờ. Cái này chúng ta không dễ dàng mua bên ngoài đâu. Bởi vì nó rất là xịn. Trời. Rất là xịn. Khoác lại áo dạ tím S đi. Hết rồi. Nó rất là xịn. Nó xịn lắm. Chứ nó không dạ phải là mò. Dạ vàng hôm bò mờ. Còn không chốt được đấy. Cái này cũng thế. Giá niêm yết là 1,5 triệu. Mã là 882L đỏ. Nó cũng không hẳn là đỏ. Nó đỏ hơn cái màu kia chút xíu thôi. Thế ghi hộ em là 882N đỏ. Này. Vàng bò. Ok. 882L đỏ nhá. Size L. Mã dạ 882L đỏ. Chúng ta không dễ tìm mở mã này ở ngoài đâu. Bởi rất đắt. Nó rất đắt. Nó đắt lắm. Chị nào lấy comment cho em 882L đỏ nào. Cho 200... 200 mấy á? 260. Hả? 260. 260. Có cả M nữa ạ. M và L. ML cho em ạ, 882ML. Là hết rồi. Đây là đỏ nhá. Đỏ nhá. M với L. 882ML đỏ. Cái này chúng ta gọi là đô. Gọi là đô cho em. Thì nó cùng mã. À đây là 431 cơ các chị ạ. Cái này khác rồi. 882 đây. Ừ cái này khác. Cái này khác. Cái của em đưa chị xem này. Cái này. Đây cái này, bên này là 1 này, size L này. Đây. Có 882 L đô. Mình lúc nãy là đỏ, nó nhạt hơn màu này đô. Chúng ta comment thế cho em nhá. 882 L size L màu đô. Cái này thì kể cả các chế M, các chế L đều mặc được bởi vì dáng của nó dễ mặc lắm, dáng dạng blazer kiểu cách rất là trẻ. Dáng thụ blazer như thế này. Là lấy thì comment cho em là 882 L đô. Đô ấy, đỏ đô ấy nhá. Hai con. 882 L đô cho em. Hết rồi. Hàng đẹp lắm ấy, bình thường chúng ta không dễ mua cái này đâu, nó rất là ít. Chưa, bác nào chuyên đi hàng hiệu thì mới gặp những cái bọn này. Hàng này thì chắc chắn là các chị vào shop phải mua tầm rồi. Đây này, M này, M này, vẫn còn một con này. M vẫn còn một con nữa đây này. M đỏ ấy, không phải M đỏ đây. Con này là mã dạ. Mã dạ 558 size M, có một con thôi. 558M. Mã dạ 558 size M. Giá của họ là 1,5 triệu đấy. Giá của em cho nên biết ở cửa hàng là 355k. Anh Trung. Có cả M đô mà. Đây. Không em ơi, không phải à? Ghi hộ em là mã dạ 558 size M. Size M 558 size M. 558 size M. Đây là gì? L đâu? 558M. Ok các chị. Em hết rồi nhé. Mã dạ 431 size M. 431 size M. nhá các chị nhá. 431 size M. Cái này comment cho em là dạ rêu M đi. 260.000 toàn hàng đắt tiền, đắt khói hàng hương ra. Bây giờ chúng ta mua giá 260. Dạ rêu M. Dạ rêu M cho em.
Dạ gel mờ, dạ gel mờ. Đắt lắm, hàng đắt lắm. Dạ gel mờ này, còn con cuối cùng hết hàng rồi các chị này. Bốn ba một l gel, không lẽ là 431 size mờ đỏ đúng không? Dạ. Bây giờ là 431 l gel. Không, cái đấy khác, gel mờ khác. Còn cái này là mã 431, cái kia chỉ chốt là gel thôi. 431 l gel ạ, size l. Dạ xịn ơi là xịn, em đứng gần cho các chế nhìn. Dạ nó xịn lắm. Dạ nó xịn lắm. Hả, cái này hết rồi. 431 gel l này. Rồi, con này. Đâu, con rêu hả? Đây, rêu đây. Con này cũng của hãng đó. Nhưng mà... Đứng xa làm tí, gần quá không xem. Gần quá không xem được hả? Cái này, mã này là mã... Mã gì đây? Tạ P, 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 M, P, T, L. Chả nhìn thấy mã đâu rồi. Ghi hộ em dạ xanh lá đi. Dạ xanh lá mờ đi. Cái này em bán tặng cho mình 199. Dạ xanh lá mờ. Tự dưng ngẫu hứng. Dạ xanh lá mờ nhá. Không lên phòng án hả em? Hả? Phao cho mình còn nhiều. Phao á, phao á. Em định mai lạnh trời em mới like á. Ngại ghê chị ạ. Mai nó lạnh đấy, mai rét em mới like được, đỡ ngại. Rồi ngại giờ ngại lắm. Giờ kéo phao nó ngại lắm. Nó vừa xanh dọn lá xong. Mờ. Xanh lá mờ 199 riêng con này. Chị nào lấy nhanh tay nhá. Đấy cũng của hãng. Cũng giá 1,5 triệu đấy. Giá 1,5 triệu đấy. Rồi. Nào, con này bán tặng chị nào lấy nhanh tay thì lấy này, 80.000. Dạ F đen L. Nó là dạ ép, nó một lớp ấy. Một lớp ấy ạ. Mình làm áo cardigan thôi, khoác thôi. 85k. Có một con đằng kia nó có hàng rồi chị ạ. Chịu vậy. Nó khoác bán không bằng cái áo sơ mi. 85.000. Đến chịu, chung mà đến chịu. Dạ khoác đen L. 85.000. Em bán hả? Em bán thật. Không giống như người ta cứ câu like, câu view xong chả có khách, chả có người nhận được hàng. Mặc dù em không chia được hết cho các chị nhưng mà hàng em có thế nào em gửi hết. Nó mắc cái gì đấy? Tội bán rẻ anh hả? Đang mắng em một căn tội bán rẻ. Khổ ghê đấy, bán rẻ mà toàn bị chồng mắng không? Rẻ mà. Rẻ mà. Được lòng khách thì toàn bị chồng mắng. Khách nó còn mắng rồi. À ồ đúng rồi. Có đứa nó bảo em là con điên các chị ạ. Các chị làm mà mãi lòng mắng cho em con lợn. Có đứa em vào in hóa đơn em thấy có đứa nó bảo em là con điên. Nó bảo con điên. Đó cái nào. Xong em in ra xem là có thấy điện thoại không, không có số điện thoại. Nhân viên bảo này xem số điện thoại. Người ta đã là khách nhà mình thì chả bao giờ người ta làm mà nói thế. Người ta nói thế là trong trường hợp người ta rất là ghét mình. Chứ còn nếu người ta đã là khách của mình thì mình có làm ăn đều đâu mà khách nhà mình ghét được mình. Thế là nó comment là con điên, xong có đứa thì comment là biến mẹ mày đi. Biến mẹ mày đi. Khổ tê đấy. Rồi. Áo nỉ bán phá giá, bán tặng. Bao nhiêu đấy? Chia sẻ livestream đi. Cho phát nữa đi. Cho phát nữa, mày phải chia sẻ đi thì hắn chốt. Ôi giời, lo thì nghe lạ phải cái tệ không á. Bán tặng đi. Thì hỗ trợ em lúc chia sẻ để mua nào. Mua cho mình cũng được, mua cho con cũng được. Cái này thì hách tuổi, dễ mặc lắm. Nó là lỉ xịn nhá, lỉ xịn nhá, lỉ xịn nhá. Lỉ xịn nhá, không phải là cái hào dòng lỉ bông đâu. Lỉ bông là lỉ dởm. Còn cái này của em xịn lắm. Xịn lắm, bán tặng. Nhanh tay chia sẻ xịn chứ không phải là hàng ấy đâu. Không phải là hàng nỉ bông đâu. Nỉ bông là nó kém hơn nhiều. Nôi đen ra đây cho cô không thấy. Cô cứ mua tìm loay hoay mãi ở kia. Ghi đen và trắng thôi em ạ. Ba màu nha. Ghi đen trắng. Bán tặng cho các mình ơi. Các mình chia sẻ cho em phát lửa đi. Từ đầu đến giờ chia sẻ rồi đúng không?
chắc là ai cũng chia sẻ cho em rồi, một lần trên trang cá nhân và ba lần trên hội nhóm giúp em, ba hội nhóm giúp em, một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai. Bây giờ cho xin quả nữa, em bán tặng, bán lỗ cho tự tin phát nào. Thôi thì lỗ cái nọ thì được cái kia nào, ok chưa, được cái lút chia sẻ. Kèm màu cho em nhá, áo lì kèm màu ạ. Khoác lì, comment cho em khoác lì kèm màu đen trắng và ghi 99.000. Có một nửa giá trước. Nó bảo một nửa giá trước. Khoác lì cho em nhá. Nhanh tay. Em mà đặt. Có nhá. Ra hân nhá. Ok. Nhớ là chia sẻ livestream nhá. Cái này mặc với quần bò hay quần legging đẹp lắm đấy. Em cứ nhìn nhằng em mặc cái này, nhưng mà mặc với bò legging như thứ đẹp lắm đấy. Chất lì xịn chứ không phải là lì bông đâu. Nhiều bác có cái áo này nhà em rồi đó. Đẹp lắm. Thôi cứ từ từ chị còn sơn, em gọi nó vào cho chị. Em xem chị nhàn Trần xong sang xem tới Trần thấy buồn cười, cũng chữ Trần mà chả thấy giống nhau gì. Cái khác nhau ở chỗ nào? Bán đắt mà bán rẻ. Không, bạn ấy có bán đắt đâu, nhưng mà bạn ấy buồn cười lắm, bạn livestream buồn cười lắm. Nói chung là nó là một hai phong cách khác nhau, hai con người khác nhau mà em giống nhau làm sao được. Chị là chị và bạn ấy là bạn ấy chứ. Có một đông. Khoác lì ạ, khoác lì kèm màu ạ. Giá thì bắt đầu là giá bao nhiêu nhỉ? Này, thả tim. Có mà, em cũng thi thoảng nhàn có xem mà. Thả tim nào, bắt đầu là cả nhà vỗ tay loạn trời đất. Xong rồi là giá, thế là bắt đầu người khác đồng giá. Đó, bây giờ lại thấy Hà Thọ có cái kiểu đấy rồi. Trước thì không thấy thế, bây giờ Hà Thọ không thế. Bao nhiêu nhỉ, thì bắt đầu là cả nhà đồng giá. Chị nào lấy nhanh tay nhá, màu đen. Xịn lắm chứ không phải là hàng nỉ bông đâu. Hàng nỉ xịn cực kỳ. Em bán tặng nhà mình 99k, nhớ chia sẻ livestream hộ em nhá. Rồi, đen này, ghi này, trắng này, toàn màu đẹp. Toàn màu đẹp thôi. Nào quần sóc nhà đang mặc chả biết còn size gì, các chị cứ comment. Bán tặng lốt 99.000. Sóc này, sóc của em là sóc dạ. Sóc dạ của Margot. Em cũng không biết là còn size gì đâu, nhưng mà hiện đúng ra là em có size SML. Thế nhưng mà giờ chưa thống kê được là nó còn size gì, nó hết size gì. Hả? Ờ thì cứ tạm thế đi. Sóc dạ đi, màu bò. Màu bò và màu chì, em đang mặc là màu chì đó. Đây rồi, mà dạ màu bò đây. Đó, bán tặng hết nhá. Cuối năm rồi. Tặng nhau lấy thân. Tặng lấy thân, ok chưa? Tặng lấy nút chia sẻ là cho chị mượn. Đúng rồi, 133. Quần sóc nhà đang mặc là của Margot, giá niêm yết của em nó là 495k. Và nhà bán tặng nhà mình là 99.000. Màu bò và màu chì. Hai màu. Đâu? Rồi, áo thì yêu em nó khoác nỉ đen trắng ghi, em móc móc vào chị cho chị rơi thì chị thay mẫu. Khoác nỉ đen trắng ghi. Quần sóc thì yêu em là sóc chỉ còn bò thôi, như xin nhà em nó bảo chỉ còn bò thôi, còn màu bò thôi, màu chì em đang mặc hết luôn rồi. Chị chắc là còn sót 1-2 cái, một size S, em nhà đang mặc trên người size S đó, form nó cũng khá to. Chế nào lấy thì comment cho em là sóc dạ hay là cứ sóc dạ đi là được. Hôm nay em like một mã này thôi, em bán tặng cho chị. Chì thì có S, còn vàng bò thì có SML. Đấy, sinh nó vừa chạy đi nó nhòm cho còn cái gì đấy. Thì cái sóc dạ này là em bán tặng 99k. Giá là gần 500.000 đấy. Bây giờ chúng ta mua được sale là của em là trăm mấy đấy. Bây giờ em xả lốt 99k. SML nhưng mà form khá to của nhà mặc size S. Nhưng màu chì như nhà đang mặc thì đang hết size rồi, chỉ còn mấy con S thôi. Còn màu vàng bò thì em đang còn đủ size SML nhá. Form khá to. Rồi áo nhà đang mặc sẽ gọi là khoác lỉ. Màu ghi, màu trắng nhà đang mặc và màu đen. Bán tặng nhà mình ạ. Nhớ hỗ trợ em lúc chia sẻ, không chia sẻ là không có cô đơn đâu. Em nói thật luôn ấy, không bán luôn. 99k một áo, khoác lỉ xịn. Hàng xịn, chỉ là lấy comment nhanh tay cho em khoác nỉ. Nhà em, nhân viên nhà em, đứa nào cũng lấy.
Rồi, cái này móc lên cho chị nốt cái này nhá. Cái gì nhá? Sóc dạ này, cái gì nữa nhỉ? Nên cái gì nhỉ? Bộ nào? Có lên rồi. Bộ không có, chị lấy bộ mặc nhà không? Cho nó gọn chỗ đi này. Xem lên cái gì. Tí áo phao ấy này đi. Dọn đống bộ xong đi à? Mấy cái con phao zin lê bán tặng nhà mình nhá, 99.000. Phao zin lê này em còn toàn size to thôi, màu đỏ đô và màu tím, còn mỗi một con còn toàn size dành cho các sếp tầm từ 60 cân cho đến 65 cân, 65-66 cân, 60 đến 65-66 cân. Thì nào lấy thì comment nhanh tay cho em là phao zin lê đỏ hoặc là tím nhá. Tím còn một con, đỏ còn 6 con. Nghe ù cả tay, làm con người ta không khí đến hàng, mượn hàng về. Tà lư à? Cái đồ chị đưa. Nương hả? Phao zin lê nhà đang sỏ size to đùng. Còn mỗi từ nhận đơn từ 60 cân cho đến 66 cân. Ghi hộ em zin lê. Ủa trời ơi, sao rộng này. Minh Liên này hết dạ tím rồi. Hả? Đây là xà rẽ chị thích bóp lại, vẫn đẹp. Chúng biết ai size to thì lấy, có gì mà xếp 35 bóp. Xanh than hết rồi nha. Ai size to lấy em xả 99k. Tím này, tím một con cũng size to. Tím này, một con. Đỏ có mấy con. Size to nhá các chị nhá. Bác nào lấy thì comment cho em zin lê. Phao zin lê. Còn áo tím, phao zin lê đỏ. Xả 99.000. Chị nào lấy comment nhanh tay này. Em đã thông báo rồi đấy. Từ 60 đến 66 cân mặc đẹp. 60 đến 66 cân nhá. Còn size nhỏ hơn em hết rồi. Rút cho cô một con gió kia. Xinh. Rút cho cô một con gió kia bán lốt đi. Cho nó gọn này. Rồi bây giờ em lên bộ cho các chị đây này. Các sếp đợi em xả bộ cho nhá. Một cục thôi là được rồi. Gió của Mitsi. Sóc có nhiều không thì tốt đấy. Hả, cái gì? Sóc á, sóc chỉ chốt màu cam thôi, đừng có chốt màu chì. Màu chì chỉ có S thôi. Màu vàng bò đây này. Đẹp lắm đấy, ngồi nhìn trong live thì nó màu nó rực, nhưng ở bên ngoài nó không rực bằng màu như này đâu. Nó trầm màu hơn, nó đẹp lắm. Trong live em nhìn thấy đang bị rực màu hơn là trong ngoài. Màu bên ngoài đẹp cực kỳ. Mà mặc cái này nhìn nó tôn da này, dễ mặc. Lười đến lúc nãy em nôi ra, em cứ thế là em sỏ cho cảm tính. Cái áo gió, em đang mặc gió Mixi. Comment cho em là gió mã 103, A103 nhá, A103 nhá. Mũ, dây rút yếu thứ đầy đủ. Đây này, rút dây đi. Đâu rồi? Đây. Dây rút những thứ hết vào. Tóc tay em đang cú búi một đống ở trên đầu. Đó. Chế nào lấy thì comment cho em là gió này em chỉ nhận đơn từ tầm 47kg đến 55kg. 47 đơn là 47kg đến 55kg. Em bán tặng nhá, cho nó gọn, cho nó xong nhá. Còn ít nhá. Bán tặng cho nó xong nhá, nhà mình nhá. Đó. Ghi hộ em là gió hai nốt của Missy, mình ghi hộ em là A103 nhá. Hay là gió 103 đi. Gió 1
A103 cũng được, gió 103 cũng được. Như thế nhá. Em nhận đơn cho mình, em bán tặng con này là 85.000 ạ. Có gì lên chốt hết chưa? Ơ, em phải cảm nhận chứ. Bao nhiêu con? Có chục con. Hơn chục con. 85.000 nhá các chị nhá, gió 103 85k của Missy, hàng của Missy. Hai lớp chất rất là đẹp. Gió bên ngoài là rất là mềm. Theo chỗ này theo kiểu cách như thế này. Đó lấy thì comment cho em là gió 103 nhá. Gió 103. Nhận đơn từ 48 kg đến 55 kg á. Em qua mã này. Bây giờ em đem bộ cho nhà mình nhá. Bộ chứ hay là váy. Các chế còn thích váy nữa không? Để tổ chức mã váy nữa. Này. Chờ em xíu nào, xem nào. Bộ đây, pyjama đây, 99.000 đây. Bán nhà. Sắp bán nhà. Sắp bán nhà. Bộ pyjama 99k nhé. Gió 103 mấy con đấy. Đúng rồi. Nhiều đây. Đủ sai. Nó đã bảo nhận, em bảo khách là nhận đơn 46 là 48 ký đến 55 ký thì anh khách cứ chốt như thế nào anh cứ nhận thôi. Trời ơi chết mất rồi. Nó này còn nhiều thế này tôi sản là tôi chết, tôi sẽ sản gì ạ. Bộ cổ tròn dày với đồ nam đi chị. Bộ cổ tròn dày á. Khách không nọ chốt chen nhau mà không biết thế nào. Các bà ấy gọi điện chốt kiểu gì. Khách chốt chen nhau loạn trời đất chẳng có hàng. Các bà chốt kiểu gì nó rơi ra. Cảm ơn Thu Quyên. Bên mấy đây? Không nhớ đâu. Họ cứ gọi hộ em là cái này là rồi. B15 đi. Cho nó khác biệt hẳn mã đi. Em đang xả cho nhà mình 99k cả bộ nhá. Chất này là chất satin nhá. Satin nhá. Có cái này có cả màu trắng. Màu trắng chỉ có mấy bộ thôi. Hồng thì có khoảng độ 30 bộ. Nhưng mà trắng thì chỉ có. Đây là màu hồng. Trắng thì chỉ có 30 con, hồng có hơn 30 con. Thì nào lấy thì comment nhá, em nhận đơn cho từ 48 kg đến 58 kg. 48 đến 58 kg. Thì nào lấy nên đơn cho em là B15 hồng. B15 hồng này, B15 trắng này, 99.000. Trắng này. B15 trắng nhá. Satin nhá, nội satin. B15 trắng. Có sai không? Nhận đơn từ 48 kg đến 58 kg, nhận đơn ML. Nhận đơn ML. Đó, màu trắng phối hồng. Nhận đơn M S S á, S rộng không? Mặc cái nhà càng thoải mái. 48 kg đến 58 kg nhá. ML đi các chị ơi. Cứ mở lờ đi. Thấy hai màu chưa ạ? Màu hồng và màu trắng nhá. Comment cho em mã là B15 kèm màu cho em. Kèm màu kèm size cho em. Rồi. B16. B16 ạ. Cũng 99k luôn nhá. Cũng nhận đơn từ 48 kg đến 58 kg. 47 kg chứ. Sorry. Từ 47 kg á, từ 47 kg đến 58 kg. Còn S thì. Ừ. Còn S thì nhá. B16 nhá. 48 kg đến 58 kg, 99k một bộ. Chất xịn lắm. Satin.
Cái này quả cherry, hình quả cherry này em còn 2 bộ. Chúng ta chốt bộ, em dặn là nói luôn là cherry nhá. Cherry. Còn 2 bộ size XL dành cho khách khoảng cân là 56 đến 60, 56 đến 60 kg. Ví dụ em là cherry nhá. Cherry có 2 bộ thôi. Những cái kia B15 B16 thì anh cứ nhận đơn, nhưng còn cái này chỉ có 2 bộ thôi nhá. Cherry này có 2 bộ thôi. Cherry đấy, nhà em Hòa đang mặc ạ. Cherry nhá. Cherry XL. Chốt của em cherry XL. Có 2 bộ thôi. Cái này có size M này. M 1 bộ này. ML, XL mỗi size 1 bộ. Móc vào, em cứ để vào đấy đi. Treo lên để viết mã. Đây 16 là cái này. 16 là cái đậm màu hơn. Đậm màu hơn đấy. Cái này ví dụ em là B83. B83 MLXL. Mỗi size có còn đúng một bộ. Mỗi size còn đúng một bộ. Cái né của nó cũng viền màu đồng này rất là đẹp. Cái né của nó viền màu đồng này đẹp lắm. Là lấy comment cho em là B16. À xin lỗi, B83 MLXL đủ 1G thôi. Có đủ 1G thôi. B83 nhá. B83 này, MLXL này đủ 1G này. Cái này là cái này có MLX, mỗi size còn 2 con. Cherry. Cái đấy là B15 em nhé. Có, size S có đấy chị. Màu hồng đấy. Cái này các chị comment hộ em là bộ kẻ nâu đi. Bộ kẻ nâu đi. Nó là màu mận mận với màu nâu phối nhau ấy, đẹp lắm. Bộ kẻ nâu là MLXL đủ một size. À đủ size, nhưng mà nó chỉ có mỗi size nên chỉ có 2 bộ thôi. À, bộ này em cũng xả luôn 99k. Ví dụ em là bộ kẻ nâu nhá. Bộ kẻ nâu này. Bộ kẻ đỏ còn một chiếc này. Size L. Bộ kẻ đỏ còn một chiếc size L. Nó đỏ nhưng mà nó đỏ trầm ấy. Màu thì nó cũng sang màu lắm. Bộ kẻ đỏ còn một chiếc size L. 99.000 hết nhá. Rồi hết rồi đấy. Hồi hết công mã thì các sếp ơi. B83. B83 hết chưa? Hết rồi. Cherry có 2 bộ hết chưa em? Cherry hết từ lâu rồi. Hết rồi, cherry. Cái này comment cho em là B13. B13 nhá, 99.000 luôn. Nhận đơn từ 47kg đến 58kg chỉ còn khoảng 20 bộ. B13. Lên màu trắng họa tiết như thế này. B13 nhá. Nhận đơn 99k, em nhận đơn từ 47kg đến 58kg. Em ơi em phải bỏ rời riêng cái BM ấy ra hay em dán luôn vào đấy rồi? Bác đã có rồi. Ừ. Cái này B13 này. Đây kẻ nâu này xin này. Kẻ nâu. Để em nghĩ xem là lấy cái gì lên cái gì cho các chế nữa. Áo gió, các chế có muốn lấy áo gió sáng màu không? Em còn ít em xả nốt cho. Bây giờ rồi bộ ấy, bộ pyjama chất mùa đông đi, các chế có lấy không? Rồi. Hả? Bơi rồi. Thì không nghỉ chăng? Nghỉ nhá. Đúng rồi. Ôi, em lại nghỉ phát đã các chị ạ, 10 giờ rồi. Cho nhân viên thì em nghỉ, xong mai em lại lên. Ok chưa? Đến hẹn lại lên, mai lại lên. Mai lại sắp hàng rồi nhá. Mai cứ chế vào sân vét người em. Vào nhiều. Bây giờ em khoe vét một tí nhá. Bác nào muốn lấy thì em khoe một tí. Tí thôi. Xong thì mai em sẽ lên chủ trương size gì, size số rồi em chọn thêm mẫu ra cho các chế. Bây giờ thì em khoe tí thôi. Hàng đẹp lắm. Cái set mà set 33 mà em đăng bài ấy, nó đẹp lắm đấy. Nó đẹp đúng mẫu luôn, chuẩn mẫu luôn. Mà hàng chất đẹp lắm, may đẹp. Được chân váy 2 lớp. Mà màu sắc cái thứ nào nó chụp rất chuẩn màu. Em về em so màu xem là có lệch màu không. Bởi vì thường là chụp ảnh ấy, thường là nó màu nó sáng lên. Nhưng mà nó chuẩn màu lắm. Đi một lúc mất hết được không? B83 B83 hết rồi.
Thì lâu cái liếc này chưa chốt rồi. Chưa chốt rồi. Rồi. Khoe tặng một mã thôi nhá. Em nhiều mã lắm nhưng em khoe một mã thôi. Em có khoảng 3 mã, 4 mã. Khoe một mã thôi. Điều 99k hết em ạ. Đỏ đủ size SMLX. Xanh nhàn đang mặc xanh lam đủ size SMLX. Màu da cũng vậy, đủ size SMLX. Tất cả đều đủ size SMLX. Hàng của hãng. Chúng ta sẽ có giá đặc biệt khi mà chia sẻ livestream. Màu nâu này kiểu khác rồi. Vậy là vết hãng này là các chị nhận được của em rất nhiều rồi đấy. Đợt trước nha em về cái của cái hãng này này. Mình nhìn thấy mã chưa? Chưa có cái thì nó quen không dỡ mã, mã có cái thì xếp nó dỡ. Ba, xếp 33 thì còn màu gì? Xếp 33 thì em còn màu đỏ và màu trắng đủ size. Màu nâu thì đang thiếu size M. Hết M rồi, màu nâu hết M rồi. Màu màu xanh lam và màu đen thì hết ML, còn S và X. Màu nâu thì hết hết M, còn S, L, XL. À hết cả X rồi. Hết X hay còn nhỉ? Mai mình tính xem. Chung quy là còn mỗi trắng và đỏ là đủ size thôi. Đây này các chị này, có cái này nó quên, nó không tháo mác ra này. Của cái hãng này này. Còn đâu thì là nó tháo, trước khi nó thành lý là nó tháo hết và nó thay mác hết. Thành lý là nó muốn để ảnh hưởng đến thương hiệu của nó nên nó tháo hết. Rồi, có màu... cái này là size XL. Này size XL. Ghi hộ em mã là bộ là áo vest là... áo nhá, người bộ đâu ạ? Áo đấy, áo đấy, áo đấy. Mã gì? Người ta hỏi mã gì? Tôn Vinh, con phong cách Việt của LK. Của LK đấy. Áo mã là V56 ạ. Màu xanh lam nhá. Màu đỏ nhá. Xanh lam này, đỏ này. Màu da này. Các chị nhìn thấy kiểu không? Khoác vào cái nó đã dáng nó đẹp như thế này rồi. Dáng là được. Dạ. Còn chưa là lượt gì đâu. Khoác vào nó đã dáng nó đã vào hết rồi, đẹp như thế này rồi. Đó. Đó ra. À, cà phê nữa, có cả màu cà phê nữa. V56 à? V56. Kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Em bán tặng cho nhà mình là 215k. 215k. Màu da đây ạ. Thôi nghỉ đi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Đẹp không? SML, XL. Đủ size. Màu V56 cho em nhá. Kèm màu kèm size. Nay chị nào thức khuya thì may chốt được cái mã này. Lên lúc đông thì chắc không đủ để chia đâu. Cô cà phê thì chỉ còn S và X thôi. Riêng màu cà phê thì chỉ còn S và X thôi nhá. Cà phê chỉ còn S và XL thôi nhá. Màu cà phê này. Nó phải thay mác hết đấy các chị ạ. Trước khi nó xả ra nó phải thay mác hết đấy. Cái này kia là SML, XL. Hả? Cái này kia là SML, XL. Đủ size SML, XL. Riêng màu cà phê là chỉ còn S và X hết size ML. Ghi hộ em V56 chúng ta có đơn hàng. Đặc biệt đẹp. Hàng giả áo vest blazer cực kỳ tốn vẻ vải, hàng này may sắc nét đẹp dã man. Nó chuẩn size nha, nhàn mặc size M. Nhàn khoác lung tung đấy, cái thì M cái thì S nhưng mà đại khái là cái này làm gì có size M mà em khoác, cho nên là em phải khoác S. Đó, một cà phê này em chỉ còn S và XL thôi. Cà phê chỉ còn S và XL thôi. Còn lại là màu
da màu đỏ và màu xanh lam là đều đủ size S, M, L, X. Tuy nhiên có rất ít. Có rất ít. Ví dụ như là xanh lam M thì có này. Nhưng mà màu da size M chỉ có 3 con thôi. Nói chung là nó không được đều size lắm đâu, không được đều size hơi khó. Chế nào lấy thì nhanh tay nhé. Đấy em vừa bỏ trong túi ra đây này. V56 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại. Có một mã này có ít này, em khoe tí thôi. Mà hôm sau em sẽ chuẩn bị chu đáo hơn thì em sẽ giới thiệu cho các chế các mã nhé em. Chế nào lấy thì nên đơn cho em nhanh tay nhé. Hàng đẹp lắm đấy. Cơ hội. Vét này toàn phải vét bên ngoài nó bán thì toàn phải 300 mấy. Bởi vì đến là bán live stream. Bán live stream của hãng thì nó lại đắt lắm. Nếu mà ví dụ ấy thì nó đắt lắm. Đây là mình đang lấy được giá sale. Chúng ta mới có giá rẻ như này. Chính phẩm của nó phải 500. Chính phẩm của nó thì 500-600k. Nhưng mà giá niêm yết của nó thì vô cùng lắm. Giá niêm yết của nó thì vô cùng lắm. Còn nếu mà nó xuất buôn ra thì nó tầm 550. Xuất buôn ấy. Giá xuất buôn tầm 550. Hàng đắt mà. Hàng của hãng. Bảo người ta bán 300. Nếu mà bán live. Bán live nó chả mua được sale 4 nữa, chả không. Nếu ví dụ như ở cương vị như là em ấy mua về bán live ấy. Được, nhưng mà cái bọn nó bán đắt ấy, em thì em không bán đắt. Em không bán đắt, em cứ tự cộng tiền công của em thôi. Thì giá nó sẽ khác. Và nếu như bọn nó mà cũng ôm được, bọn nó mà ôm được như em ấy thì về các chế cũng phải là 300 mấy. Bọn nó ôm được hàng hãng như em thì các chế phải 300 mấy. Nhưng mà em thì em không bán đắt bao giờ. Tính em không bán đắt, em chỉ cộng tiền công thôi. Hàng hãng này chiều gọi là đi rồi như trung lương. Có màu trắng không? Trắng thì mã khác. Trắng thì mai nhá. Mà nếu mà mình muốn canh trắng thì ngày mai mình ghé like nhá. Mai ghé like, em có trắng nhưng mà trắng kiểu khác nhá. Trắng kiểu khác, không phải kiểu này. Dáng vest blazer, dáng này thì nó trẻ. Mà nó hách tuổi. Kể cả các bạn mười mấy cho đến các chị năm mấy. Nếu còn các chị mà mặc kiểu nói thì nghe nó thô tai, nhưng mà bà nào mà mặc kiểu quần thụng thụng quê quê mà không mặc cái kiểu phong cách trẻ thì các bà 50 cũng không nên mặc nữa. Thế còn nếu mà các bà mà 50 thì hay chốt cái vest ngang hông này này. 50 tuổi trở lên ấy, hay chốt cái vest ngang hông này chứ không hay chốt vest blazer. Vest blazer là vest trẻ dành cho cả bọn mười mấy tuổi cho đến bốn mấy 50, nhưng mà 50 với cái điều kiện là phong cách mặc của mình nó phải là tương đối trẻ trung thì chúng ta nó mới phù hợp. Chứ cái phong cách mặc mà cái kiểu quần thụng thụng, quần công sở hay là thì không hợp đâu. Không mặc cái này không hợp với quần công sở đâu nhá. Quần công sở phải cách điệu, cái quần công sở đấy nó phải cách điệu. Nó phải đẹp, chứ quần thụng thụng á là không đẹp. Đấy, hoặc là sớ luôn đi, hoặc là loe luôn đi. Hoặc là không thì quần bò, quần sóc, chân váy. Chứ không phù hợp mấy quần công sở dáng bình thường mà thụng thụng một chút xíu là nhìn nó rất là kịch cỡm, nó không hợp lý. Rồi, em xin phép tắt live stream nhá. Nghỉ để nhân viên nhà em còn làm được kịp đơn không thì lại đấy. Em cứ like xong là toàn bỏ đơn cũ thôi. Thế mà nhiều bác thì gọi chốt đơn xong là toàn đấy chứ. Chả nhớ là chốt cái gì nữa. Nó như thế nào ấy nhỉ. Trời ơi. Các chị ơi, chốt ấy thì mình ghi ra. Mình ghi hôm nay mình chốt những cái mã gì. Hoặc mình chụp màn hình vào. Chả biết là chốt cái gì nữa. Nhân viên nhà em bảo là chị chốt được cái đầm này, mã này nhà em này. Chị chả nhớ cái gì cả. Mình cách có một buổi thôi. Cách một buổi tối thôi mà đã cha. Tối nay chưa bán này, ngày mai nhà em chưa chốt được, ngày mốt nhà em chốt là đã chả nhớ cái gì rồi. Cái tác phẩm của cái thang máy này chú Trung chưa? Chưa. Hỏng mất gì của nào nhân viên. Bạn là người thắng là không được lạo. Bị đấy. Là vào đây à? Đây dầu máy. Dầu người. Chị Hà này. Phát mũi. Đâu. Đây. Vào chấm cái tên của người ta hay có cái chút 3 chấm như này, tên của người ta này. Một cà phê của V56 em chỉ còn XL và S nhá, không có size ML. Nên vét bộ dồn đơn luôn chị. Vét bộ. Đúng rồi em chuẩn bị đấy. Nhưng mà thôi giờ muộn rồi, cho nhân viên nghỉ á. Giờ gọi chốt luôn đi. Dạ chả có ai nữa. Các bạn ấy nghỉ rồi, đến giờ các bạn ấy nghỉ rồi. Trả lời nhá. Bộ của ai? Nơi cho bố à? Hiện á, size gì mà hiện vừa. Kiểm tra đơn hàng qua hôm qua giúp em. Rồi ok anh Trung, anh sẽ in ra nhá, in ra xanh lam ạ. Chị lên lại áo dạ tím đi, áo dạ tím chị bán hết rồi, có gì mà lên lại. Áo nam còn không em? Áo gì nam chị? Bộ nam em có, bộ áo nam thì em còn cái hàng rẻ, em bán có 100 bao nhiêu á? 119 à?
áo nam này này, 119.000 một đôi áo nam ấy, áo áo mặc trong ấy, áo dạng như nào gần như nào giữ nhiệt ấy, nào khoác lại màu xanh lam à, xanh lam đây, xanh lam thì có mờ đấy, mờ đẹp lắm. Đây thì nhân viên nhà em lại đi chuẩn bị cho em cái xe S, có mờ đấy, S mờ lợi ích đấy, màu da cũng đẹp, đỏ cũng đẹp. Đây xanh lam đây. Phép này trẻ lắm nhá, các xem nhá. Chị Minh ấn hóng cái gì đấy mà chờ từ đầu la đến giờ. Bộ nam bây giờ khó quá, bởi vì nhân viên chưa soạn lại ấy. Hôm nọ em like xong ấy, chưa soạn lại ấy. Nhân viên đang chốt dở rồi, chả biết là cái gì còn cái gì hết, nó đang lung tung, nó khó, rất là khó lên. Tại vì ví dụ như là nó soạn rồi ấy, thì còn biết là đấy, cái đấy nên bộ đấy nó còn size gì thì mới biết để là like cho các chế. Chứ bây giờ cứ dơ không à, không biết còn size gì để mà chốt à. Xong các chế cứ comment lung tung, xong hàng cũng chẳng có thì khổ. Tự động chốt đơn à. Phạm Hoài An ơi, em không đọc tên nhưng mà sẽ vẫn có người đang in đơn ra. Thì nó cứ ra đơn thôi, nó cứ ra đơn thôi, xong rồi nhà em sẽ gọi điện để chốt đơn sau. Vét bộ chứ, à? Chứ không, nhà em Mi Nguyễn cứ đặt xét cái gì, vét bộ là gì? Đặt vét bộ thì tí xong em đăng lại cho các chị đặt vậy nhá. Nếu mà mình muốn lấy thì em đăng lại cho các chế đặt trong trên tường nhá. Nỉ Lam còn nhá, nhưng còn mai nhá, hẹn các chị. Nỉ Lam thì để mai em sẽ cho mấy bạn soạn nỉ Lam xong rồi em sẽ lên nhá. Em sẽ lên bởi vì mấy hôm vừa rồi chưa soạn lại, like rồi, cái mã thì like rồi, mã thì chưa. Thế bây giờ để các bạn ấy nghỉ rồi, em chả biết là mã nào, mi mã nào đang còn hàng, mi lại like rồi, mi chưa like nữa. Nên là thôi, xong chưa biết đầu đuôi thế nào mà like. Thế còn ví dụ bộ bộ vest á, thì là bộ vest nữa thì tí em đăng hình cho các chế chọn hàng chuẩn. Hai nữa là ví dụ đơn hàng nhà em không tự động chốt, chốt là tự động, là tự động ở trong cái line này thôi. Còn ngày mai nhà em sẽ vẫn có nhân viên gọi điện để chốt đơn cho các chế, xác nhận đơn các chế muốn lấy những mã nào. Chứ không phải nhà em cứ thấy các chế comment là lên đơn là đi đơn đâu. Không đi đơn đâu ạ, nhà em chỉ in ra thôi. In ra là nhu cầu của các chế những mã đó. Xong thì nhà em sẽ có nhân viên gọi điện cho các chế để xác nhận cái đơn hàng đó, mình muốn lấy những sản phẩm nào, để nhà em là tư vấn cho các chế. Xong này nhà em sẽ tổng kết lại đơn cho mình, và nhà em sẽ xin địa chỉ để gửi cho các chế. Nếu như không có cuộc điện thoại thì sẽ không có đơn hàng. Đấy, chú ý của em thế. Hoặc các chế mà không nghe điện thoại, các chế mất đơn là rất là bình thường. Nhà em làm thì chuẩn chỉ, chứ không có như nhà người ta là có cái tình trạng là cứ đòi cả số điện thoại, cả địa chỉ, xong rồi là cứ thế là gửi. Thì không có cái tình trạng đó, từ xưa đến nay nhà em không bao giờ làm thế. Bao giờ cũng phải gọi điện xác nhận đơn hàng. Khách muốn lấy những sản phẩm gì, bắt đầu thì nhà em tư vấn cho đúng size, đúng số. Và các chị muốn lấy những sản phẩm nào, bắt đầu tổng kết lại cái đơn hàng đó và gửi đi cho các chị. Chứ không phải tự nhiên mà in như thế này xong rồi ngày mai gửi không gửi đâu ạ. Nếu mà mình có đơn thật đấy, nhưng mà mình hai lần không nghe máy là chắc chắn là mất đơn thật. Bởi vì mình không cầm máy, thì nhà em không cầm máy là nhà em sẽ không gửi. Khách khó liên lạc nhà em sẽ không gửi. Trong trường hợp các chị khó cầm máy, không cái điều kiện sinh hoạt đấy, điều kiện công việc của mình nó không cầm máy được á, mình không hay cầm máy được á, thì mua mình offline. Mua offline hoặc mình cũng có thể mua online. Buổi tối này mình rảnh mình xem online, mình cũng có thể mua online được. Nhưng mà mình chủ động nhắn tin trong Messenger cho em là chị không thể không cầm máy được. Nhưng trong trường hợp đấy thì là mình sẽ phải chuyển khoản trước để người nhà mình nhận hộ thì người em mới đi đơn. Chứ còn nếu mà mình chuyển khoản trước ấy thì mình rất là lợi. Cái nào ví dụ các chế đây bình thường là đi ship code thì các chế mất 30.000 phí ship, nhưng mà các chế mà đi chuyển khoản thì các chế sẽ chỉ còn mất 10.000 thôi trên một đơn hàng. Đơn hàng có thể là một chiếc nhưng cũng có thể là 5-7 chiếc, tùy mỗi người ai chọn thế nào chọn. Nhưng nghĩa là một cái bọc hàng đó, một bọc hàng đó to nhỏ thế nào không cần biết, nhưng mà sẽ là 30.000 nếu mà đi ship code và 10.000 nếu mà đi chuyển khoản. Chuyển khoản thì các chế còn mất 10.000 nữa, còn ship code thì là 30.000. Thì trong trường hợp đó thì ví dụ như là các chế chuyển khoản thì nó có cái lợi ích như thế này. Sản phẩm của em các chế vẫn nhận hàng, vẫn được kiểm hàng, vẫn có size số lịch như thế nào đó, các chế vẫn có quyền nhắn tin inbox lại cho nhà em để ví dụ cần đổi trả, cần tư vấn đổi trả như thế nào trong trường hợp chật chiếc thứ như thế nào. Còn nếu ví dụ như là đi ship code thì cũng vậy, cũng y như nhau, quyền lợi y như nhau, nhưng mà chuyển khoản thì chúng ta được cái lợi thế hơn là chúng ta được bớt được 20k
cho mỗi một bill hàng gửi đi. Hai nữa là chúng ta sẽ dễ nhận hàng. Và bản thân bưu tá giao hàng rất là dễ. Đấy là em tạo điều kiện cho cả người mua hàng và tạo điều kiện cho cả cái người giao hàng. Bưu tá giao hàng cho chúng ta rất là dễ. Ví dụ như chúng ta không liên hệ được với chúng ta, nhưng mà bưu tá biết nhà là có thể đến gửi cho người nhà nhau mình cầm hộ. Đấy, thế là ví dụ chỉ là chồng, con, gia đình hay là bố mẹ mình đang ở nhà, mình đi làm, giờ mình không nghe máy được nhưng mà mình đã chuyển khoản rồi là người ta cứ sẽ đem đến nhà người ta gửi cho mình. Còn trường hợp mà phải thu tiền thì bao giờ người ta cũng phải liên lạc được với mình thì lúc đó người ta mới đem đến đơn đến để người ta giao. Nếu mà mình mà lại không cầm máy được nữa thì chắc chắn là người ta sẽ không giao được. Và đơn hàng đó tự nhiên mình không cố tình bom mà mình sẽ thành người đi bom hàng. Nên mình chú ý hộ em cái nội dung đó. Không riêng gì làm mẹ ở bên shop nhà em mà ở đâu cũng vậy. Thời đại 4.0 rồi, chúng ta tránh cái tình trạng là bom hàng. Thực ra nó không to tát gì, nó chỉ có mấy chục nghìn thôi, nhưng mà nó sẽ nói lên cái nhân cách con người và sẽ bị đánh giá trên mạng xã hội. Chúng ta không làm thế nhá. Ví dụ như là hôm trước em mua mấy cái bộ hoodie mua cho con. Con nhà em mặc sành bình thường, nhưng mà chúng nó thích mặc sành điệu lắm, mà chúng nó thích mặc đồ hoodie và nhìn nó xịn ấy, sang ấy. Thì em mua cho con ở chợ thì rất là đẹp. Thì em nhìn hình chạy quảng cáo đẹp dã man, ưng lắm. Thế là em đặt. Em đặt thì em cũng bao giờ em cũng phải yêu cầu các bạn ấy là có cho kiểm tra hàng không, thì các bạn bảo đều là được kiểm tra hàng. Thế để đem đến thì em đặt cho cả thằng lớn cả thằng bé ở hai pet khác nhau. Thì đem đến cho em thì em đem, trời ơi, đúng hình thật. Đúng cái hình nó thì hình thức nó như thế, nhưng mà chất vải thì quá đều. Hàng chợ, nó là hàng chợ, nghĩa rằng nó lấy hàng xịn ấy, nó ảnh của hàng xịn ấy. Và nó làm hàng nhái ấy. Nó làm hàng nhái, nó làm hàng đều ấy. Nó làm bằng chất cốt tông, xong rồi bông bông sổ. Nó làm hình thức giống như cái hàng xịn, giống cái kiểu hình giống thôi. Chứ còn thì không thể tiêu hóa được ha. Em bảo cái hàng này chị không nhận được, và chị vui lòng thanh toán tiền ship thì thế giả. Tôi thì người ta đem đến cho mình để mình kiểm hàng, mà đúng hàng, đẹp hàng thì mình lấy, mà không đẹp hàng thì mình giả cho người ta tiền ship. Chứ em thì em không làm trò đó. Đấy là em nói chuyện với các chị là mình không nên cái vì mấy chỗ. Em thì em là hàng của em là em gửi là chuẩn. Em gửi là chuẩn. Có điều các chế tự nhiên thay đổi suy nghĩ, không muốn hay không thích, không muốn lấy nữa, hay là hết tiền, hay là cảm thấy lại không thích nữa, thì các chế không lấy, thì các chế phải thanh toán phí hoàn hàng. Đừng có ngồi đấy mà mơ hồ một cái điều rằng là người ta đem đến cho mình, người ta ship mất công, người ta làm công làm đơn là rồi công ship rồi giả tiền ship cho nhà em. Khi gửi đi cho các chị nhà em phải mất tiền ship, gửi đến cho mình xong mình không lấy là cứ không lấy, phủi một cách hồn nhiên như thế là cái người thiếu trách nhiệm cực kỳ. Mà thiếu trách nhiệm như thế thì thời đại 4.0 này sống mình ra đạo sống, chứ thời đại này và người ta văn minh á, người ta sống bằng thời đại 4.0 rồi, người ta sống chủ yếu bằng trên mạng rồi, mà mình vẫn còn cái suy nghĩ, vẫn còn cái tiếc 30.000 để vứt đi cái bản chất của mình, để vứt đi vứt đi cái phần nhân phẩm của mình, thì 30.000 đấy, cái người đấy em cũng không bao giờ em cần, và sẵn sàng em đánh dấu trên app của em là bom hàng. Bao bom hàng. Còn em đánh dấu một lần trên app em bom hàng mà em phát hiện ra một lần nữa mà bom bên nhà em sẽ đánh dấu trên hệ thống giao hàng, chứ không phải trên app nhà em đâu. App nhà em là cái app Tpost ấy, nên em chỉ là app Indon nhà em thôi. Còn nếu mà em đánh dấu trên hệ thống bom hàng ấy thì các chị sẽ được nổi tiếng luôn tên trên tất cả các cái hệ thống giao hàng. Thì các chị sẽ không mua được online, và không mua được online đồng nghĩa với rằng là các chị mua hàng đắt gấp 2, gấp 3 so với mua online. Mua offline thường là đắt gấp 2 đến gấp 3. Em nói về thời trang. Nói về thời trang, nói về hàng gia dụng là các chị cũng phải đắt gấp 2, gấp 3 lần so với mua online. Cho nên là mình sống có văn hóa và có trách nhiệm một chút xíu. Mình mua được rẻ thì mình cũng phải hiểu cái hiệu quả của nó đem đến cho mình, và hiểu cho cái người làm. Người ta không có cái gì cả, người ta chỉ có 10, 15.000 tiền lãi thôi. Người ta gửi đến cho mình để mình cảm nhận cái chất lượng hàng ra làm sao. Mình ưng ý thì mình lấy, mình không ưng ý thì mình giả cho người ta phí ship. Người ta không được cái gì trong cái việc đó cả. Trong khi đó bưu tá khi không giao được hàng là bưu tá đã bị trừ điểm cho cái đơn hàng đó rồi. Mặc dù là các chị thanh toán 30k đi chăng nữa thì bưu tá vẫn bị trừ điểm cho cái đơn hàng đó. Đơn hàng mà bị bom luôn ấy thì bưu tá bị trừ điểm, và nếu một ngày 5 đơn như thế là bưu tá sẽ bị mất hết thưởng của tháng. Cho nên là chúng ta vì mình, nhưng mà cũng phải nhìn nhận ra xã hội, người ta đừng bảo tham bát bỏ mâm nhá các chị nhá. Em kể chuyện thế tí thôi, bởi vì hôm nay em gặp một vị khách bom của em 3 cục đơn hàng liền. Ba đơn hàng liền. Hôm qua xinh nó ngồi nó gỡ ra 2 đơn, và hôm nay về một đơn tiếp tục nữa, vẫn tên của chị đấy. Là em rất là ghét rồi.
Em rất là ghét rồi, em đánh dấu trên hệ thống bao hàng nhà em, và em sẽ đánh dấu trường hợp đó em sẽ đánh dấu trên hệ thống giao hàng luôn, chứ không phải là hệ thống Tpost in đơn nhà em nữa. Rồi, với em mặc là mã là V56 nhá chị Cao Hạnh nhá. Hàng nhà nhàn đẹp lắm, nhận lúc nào cũng ưng. Rồi em cảm ơn chị Thùy Lê Phương. Dạ cảm ơn chị Hồng An, em nhàn nói chuẩn. Em áo em có mặc em có màu da, màu cà phê, màu đỏ. Đây, màu cà phê này, đỏ này, màu da đứa nào đó cất đi đâu rồi ạ? Cà phê này, đỏ này. Rồi, em bye bye các chị. Chúc cả nhà ngủ ngon nha.